Có một cái gia đình đó, ở Edmonton chỗ ở, có một cây rất là lớn phía sau, thì mấy đứa con nó bị dị ứng với cái lá đó. Thì hai vợ chồng muốn đốn cái cây đi. Pháp Hòa nói thôi khoan, để lên khấn cái đã. Lên khấn xong, quý vị biết không, cái ngày mà thợ tới sắp sửa cưa, giông gió lên, mấy cái anh thợ Tây á, nó đâu biết gì mà nó thấy giông gió, nó sợ, cây to mà, nó bữa nay giông gió quá, nó thợ có sấm sét á, nó không dám làm. Rồi nó đi về. Lần thứ hai cũng y vậy, đang bình thường vậy mà sắp sửa đem cây ra sấm sét lên, nó không dám làm. Cuối cùng Pháp Hòa phải xuống cúng lần thứ hai. Cúng lần thứ hai quý vị, cái người mà nó cưa cây á, nó ăn 10 ngàn, mà nó xuống nó cưa mà nó bị hai lần vậy, nó lấy không được, nó cancel. Lần sau cúng đàng hoàng xin phép, chịu rồi đó hen. Quý vị biết không, lợi đốn không có gì trở ngại mà mướn cái hãng khác nó ăn có 6 ngàn. Ở đây Pháp Hòa không phải nói linh không linh, nhưng mà nói có nhiều cái mình không nói được, không nói được. Chứ ở đây Pháp Hòa chỉ muốn thưa, đối với Pháp Hòa thì Pháp Hòa chỉ muốn nói một cách căn bản thôi. Mình làm cái gì mình có xin phép, mình có thốt lên cái lời nói đó để nó an lòng mình. Pháp Hòa đi giảng đó, nhiều khi tới chùa đó ngủ, ngủ yên. Rồi Pháp Hòa biết rồi đó, mà trong tâm qua chỉ cần khởi thôi, chứ không cần nói ra tiếng nữa. Tôi biết ở đây có quý vị, thôi tối nay tôi chỉ tới đây hoằng pháp, xin quý vị để yên cho tôi ngủ, là yên. Còn không là ngủ không được. Học các vị không có quậy phá gì mình, nhưng mà báo cho anh biết tôi đang ở đây. Cảm ơn thầy rất nhiều về buổi pháp thoại quý báu. Bạn con hôm nay có nhờ con hỏi thầy về lợi ích thù thắng của cúng giường trai tăng. Cúng giường dê đê, còn viết kiểu này là cái giường để ngủ á. Chữ chữ giường đang viết trong này là cái giường ngủ á. Thầy đi xa thì chẳng cần giường. Trước hết là mình nói chữ cúng dường để cho đại chúng hiểu, rồi mình mai mốt mình viết không trật. Tại sao kêu là cúng dường? Chữ cúng là nó phát xuất từ chữ cung. Chữ dường á, dê đê á, nó phát xuất từ chữ dưỡng. Cúng dường nếu nói cho đúng là cung dưỡng, cung cấp để dưỡng nuôi. Mà mình nói trại bây giờ là cúng dường, cung cấp dưỡng nuôi. Ví dụ mình đem gạo lên mình cúng là cung cấp bao gạo để dưỡng nuôi quý thầy, cung cấp một số tịnh tiền tịnh tài để dưỡng nuôi ngôi chùa, duy trì ngôi chùa, trả tiền điện, tiền nước, tiền chi phí. Vậy thì cúng dường nghĩa là cung cấp dưỡng nuôi. Đó, chữ cúng dường ha. Giờ trai tăng. Trai là bữa cơm, bữa cơm trai. Đúng ra chúng ta gọi là ăn trai chứ không có ăn chay. Ăn chay là mình nói trật chữ, nói trại chữ. Còn cái nghĩa đúng của chữ là trai, TR. Trai là gì? Là trong sạch, là tinh khiết. Mà nó ngộ cái ăn chay, nhưng mà hễ qua tới chữ kia là trai tăng, trai đường, trai phạn. Chữ trai là trong sạch, là tinh khiết. Vậy thì chữ trai tăng nghĩa là hôm nay mình thiết một bữa cơm để cúng dường chư tăng, gọi là trai tăng. Bây giờ trai tăng nó có hai cách, mình cúng cơm không cũng là trai tăng, rồi muốn thuốc thêm thắt là trà, là bánh, là vải, là cái gì mình muốn tặng thêm đó là tùy mình. Nhưng mà căn bản trai tăng là bữa cơm thôi, chúng có gì hết. Thời Phật, các cư sĩ thỉnh chư Phật về, thỉnh Phật, thỉnh chư Tăng về cúng dường bữa cơm là trai tăng rồi đó. Rồi ngày nay á, trong chùa mình ít có tổ chức cái đó, trừ những gia đình có chuyện, thí dụ như đám tang, đám cưới gì đó, ta cúng thì thấy nó long trọng á, thì mình thấy bữa trai tăng nó có cái gì nó đặc biệt. Chứ thật sự ra thời Phật trai tăng chuyện bình thường, có nhiều khi một tháng Phật trai tăng 30 ngày nữa, tại vì mỗi ngày có người thỉnh về nhà dùng cơm là trai tăng à. Cho nên quý vị đừng có sợ là phải làm trai tăng một cách thịnh soạn. Không, bữa nay mình nghỉ ở nhà nè, mình làm bữa cơm lên mình cúng dường cho quý thầy,
cũng là trai tăng đó. Nhưng mà trai tăng đơn giản, không có bài bản để mình thưa gửi vậy thôi. Và còn mình tắt bạch, mình nói mình ở đâu, mình có chuyện gì đó là mình thưa gửi để nhờ năng lực chư tăng chú nguyện. Chứ còn thật sự bữa cơm trưa mình cúng dường cho quý thầy là trai tăng rồi đó. Thấy không? Thì hỏi trai tăng sự công đức thù thắng lợi ích trong trong những cái pháp cúng dường á, tác phạn trai tăng là tạo cái bữa cơm để cúng dường. Tại sao? Bởi vì con người sống ai cũng cần ăn, nhưng mà có những người ta ăn xong rồi lợi ích của người ta cũng bình thường, không có gì hết. Ví dụ tên ăn trộm, một cái tên, một cái người làm việc xấu đi, họ cũng ăn bữa họ sống, nhưng mà cái đời sống của họ chỉ làm khổ người khác. Còn có những người sống lợi ích cho người, mình giúp cho người ta bữa cơm, người ta no, người ta làm được nhiều việc. Cho nên với Pháp Hòa nhiều khi thấy quý thầy đi học, ít nhiều mình cúng dường. Để chi? Để quý thầy có phương tiện đi học. Hay là thấy quý thầy đang làm việc gì mình thấy có lợi thì mình phát tâm cúng dường để trợ duyên cho các thầy làm việc. Cái đó đều là cúng dường, đều là công đức hết, tùy theo cái nhu cầu. Nhưng mà căn bản nhất của con người mỗi ngày là gì? Là cơm ăn. Cho nên á, tại sao Ngài Huyền Trang đi Tây Phương thỉnh kinh theo bộ phim Tây Du Ký đó, đi tới Tây Phương rồi gặp Phật Tổ rồi xin thỉnh chân kinh, thì Ngài Ca Diếp hỏi có gì để đổi không? Nhớ cái khúc đó không? Rồi cái vị đó mới không có gì đổi, cái đưa kinh không có chữ. Khi trở về đổi lại thì mới lấy cái bình bát á đổi. Tại sao không lấy cái khác mà lấy bình bát? Bởi vì bình bát là một vật để đựng thức ăn mỗi ngày, nuôi mạng sống. Tôi cho anh lời kinh để anh nuôi tâm linh, thì anh đổi chát lại với tôi bằng một chén cơm nuôi thân. Không thể chỉ một mặt anh có kinh sách mà anh không sống nổi, tụng với ai, nghiên cứu cái gì. Cho nên cái người tu ta không cung phụng xác thân, nhưng không có khinh xuất nó, mà chúng ta dưỡng nuôi cái thân đủ sức khỏe để chúng ta tu tập, để chúng ta làm được nhiều thiện sự. Trong kinh Pháp Cú nói, ví như những cánh hoa kết lại thành tràng hoa, ở nơi thân sanh tử làm được nhiều thiện sự. Lấy một cái hoa 1, 2, 3, 4 kết lại thành một tràng hoa. Con người này cũng thế, nơi cái thân sanh tử của con người này nếu biết làm được rất nhiều thiện sự. Ví dụ như bây giờ Pháp Hòa có ngày cũng sẽ chết, nhưng mà từ khi Pháp Hòa biết chia sẻ với đại chúng tới giờ là từ năm 97-98 tới giờ là bao nhiêu năm? 20 mấy năm nay. Ròng rã nói mỗi cuối tuần. Bây giờ nói lấn luôn ngày thường. Rồi bây giờ thí dụ như bây giờ nếu một ngày nào đó mà có chết đi thì Hòa thấy rằng mình sống không có phí nữa. Vì cuộc đời của mình mỗi ngày, mỗi tuần mình đã làm được gì cho Phật Pháp. Thấy không? Những ví như những cánh hoa kết lại thành tràng hoa, ở nơi thân sanh tử làm được nhiều thiện sự. Chúc mừng thầy trở lại Nhật, rất mong lần này được chiêm ngưỡng nhiều chùa chiền của xứ này. Con kính mong thầy cho con lời khuyên, bản thân con tánh tình bộc trực. Tử tế với tất cả mọi người, luôn sống vì người. Tuy nhiên, con luôn mong đối phương phải tử tế lại với mình. Nếu không thì con không bao giờ giao thiệp với họ nữa. Thành ra cuối cùng thì xung quanh chẳng còn ai chơi với mình. Sao giống mình quá. Con không phải muốn họ trả lễ cho con y như những gì mình cho họ. Nhưng sao con cứ thắc mắc trách móc tại sao họ không giống mình. Nếu mà họ giống mình thì họ là mình chứ đâu phải họ là họ. Họ không giống mình thì mãi mãi mới họ với mình. Tại sao chúng ta gọi là chúng sanh?
Nếu đơn giản giải thích chữ chúng sanh là chúng di duyên sanh, tất cả chúng ta nương nhau mà sống. Thật ra cái vị Phật tử này có buồn vậy đó cũng không có gì. Nếu đứng trên phương diện bình thường thế gian là không có gì sai hết. Chuyện bình thường, mình giúp người ta không giúp mình lại mình cũng bực chứ, phải không? Mà mình cho người ta này quá trời. Cho nên á, bánh ít quy phải gì, bánh ít đi, bánh quy phải trở lại. Còn bánh ít đi hoài, mai mốt nó ít 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 hơn. Bánh ít đi hoài mà không thấy bánh quy lại, thì rốt cuộc còn bánh không chứ có bánh ít. Trên thế gian là vậy. Nhưng bây giờ mình tập theo cái tinh thần của người học Phật nè. Khi mình cho ai điều gì á, mình nên tập có ba cái nhìn. Hay nói cách khác là có một cái nhìn về ba thứ. Một là mình, hai là của, ba là người. Mình không phải là người cho, của này không phải là của cho, người kia không phải là người nhận. Cái này đạo Phật gọi là tam luân không tịch. Tam luân là ba cái vòng. Mình đưa ba cái vòng này đi tới cái chỗ vắng lặng bình thường. Hôm qua Pháp Hòa có thưa nè, thường thường cái cách mình tu tập á, khi người ta cần đến mình, cũng may là gặp lúc mình có thể làm được. Đó là mình nghĩ vậy đi. Nếu mà hôm nào họ cần tới mình mà mình không làm được, mình đành bó tay, không thể giúp. Cho nên ở đây mình không có làm ơn gì hết, chẳng qua là đúng lúc thôi. Đúng lúc anh cần và đúng lúc tôi có khả năng. Thấy như vậy cho nên rồi mình giúp người mà không bao giờ có một cái gì phía sau. Cho nên Đức Phật nói, nếu mình thi ơn mà mong cầu báo là thi ơn có mưu đồ. Ở đây mình thông cảm. Cái này nhiều khi á, mình chỉ muốn cái phước hữu lậu thôi. Tôi cho người đó một, người đó phải cho lại tôi ít nhất phân nửa. Phước này là phước hữu lậu. Hữu lậu là gì? Là cái phước này nó có ngày nó hết. Bây giờ tập phải tập làm phước vô lậu nha. Mình làm một cái gì mà mình không tính toán thì cái phước đó bất tận. Pháp Hòa ví dụ nè, cái gì gọi là hữu lậu và vô lậu nha. Pháp Hòa có một đồng, Pháp Hòa tặng cho quý vị một đồng, rồi quý vị có một đồng, quý vị tặng ngược lại cho Pháp Hòa một đồng. Cứ như thế mà suốt năm hai chúng ta mãi mãi chỉ có một đồng. Đây là phước hữu lậu nè. Bây giờ phước vô lậu đây. Pháp Hòa có một hiểu biết, Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng. Đại chúng có một hiểu biết, đại chúng chia sẻ là với Pháp Hòa. Cứ mỗi lần chia sẻ là cả hai tăng lên hai cái biết. Biết của mình và biết của người. Cái phước này, cái biết này là biết của vô lậu. Tại vì nó tăng trưởng. Nó không hình tướng nhưng mà nó tăng trưởng. Còn cái mà chúng ta thấy được hình tướng đổi chác, đó là hữu lậu. Nhớ không? Thân này là thân hữu lậu hay vô lậu? Hữu lậu. Chữ hữu là có, chữ lậu là còn rớt lại, còn sót lại. Thì cái thân này nè, thân hữu lậu. Nhưng mà những gì mình làm cho thế gian là vô lậu. Tại vì mình làm rồi không tính toán, nhưng mà nó tồn tại mãi, không có gì tính được. Thì nên đi. Mình nếu mình mong người ta cho mình lại nữa thì thôi, mãi mãi mà không có gì để nhớ nhau. Tôi đâu có, tôi chị đâu có gì đâu. Chị cho tôi một đồng, tôi cho chị lại cái bánh quê. Nhưng mà mình vẫn cho người ta hoài mà mình không thấy gì người ta cho, không sao hết. Vì cái đó nó mới là cái điều chúng ta cần nói. Quý vị thấy nếu cuộc đời này mà ai cũng tính toán với mình kiểu này ấy nha, trả nổi không? Trả không nổi. Người thứ nhất tính với mình là mẹ mình nè. Từ lúc sanh mình ra mẹ sẽ ghi sổ uống bao nhiêu bình sữa rồi, xài bao nhiêu ký tả rồi. Nếu mà cái người muốn tính toán với mình là mẹ mình á. Nhưng mà mẹ không bao giờ có cuốn sổ nào với con hết. Nhưng mà ngược lại, con có sổ với mẹ nha. Có không? Có. Trời ơi, hồi đó tôi nuôi bà già tôi 8 năm á. Mình nói vậy đó. Trời, ông già tôi ông bệnh tôi nuôi 3 tháng luôn đó. Tôi cực khổ tôi ngày đêm. Mà không nghe ông già bà già nào nói tôi nuôi nó 3 năm. Nhường cơm, xẻ nước, không nghe nói. Tại vì sao? Vì mẹ
là mãi mãi, là cho đi không đòi lại bao giờ. Mẹ có nghĩa là bắt đầu cho tình yêu, cho hạnh phúc. Mẹ có nghĩa là mãi mãi, là cho đi không đòi lại bao giờ. Mẹ là cái tiếng con bập bẹ nói từ lúc chào đời cho đến lúc trưởng thành, con vẫn chưa hiểu hết chiều sâu. Mẹ có nghĩa là bắt đầu cho tình yêu, cho hạnh phúc. Vậy mẹ không có đòi mình. Thở đây á, thôi thì bây giờ chị tập, mình đưa cái cho mình cao lên chút. Nếu mà mình cho lại đây bình thường nè, ta mình giúp người ta, ta giúp lại. Bây giờ phi thường nha, người ta mình giúp người ta rất nhiều mà mình không cần người ta đáp lại gì hết, đây là phi thường. Còn nếu mà người ta không đáp lại rồi người ta vẫn sống bình an vô sự, còn mình bực bội với người ta là mình bất thường. Giờ mình muốn mình bình thường, mình phi thường hay bất thường, đó là do mình. Trên nguyên tắc giúp người, người giúp lại, đó là chuyện bình thường. Còn mình giúp người mà không cần người giúp, đó là phi thường. Còn người ta không nói gì hết, người ta vẫn bình an, người ta thấy không có gì đặc biệt, mà mình cứ bực bội hoài, thậm chí mình nói thôi, tôi thề tôi chẳng yêu ai, vì người ta cứ phụ tôi hoài. Bây giờ tôi chẳng còn tin, trong nhân gian có kẻ chung tình. Có người nói, tôi yêu nhiều nhưng chẳng được bao nhiêu, thôi từ giả chẳng còn yêu ai nữa. Nên là mình như vậy. Có nhiều người ta hận, ta nên ta viết trên tay người ta, ta xăm trên tay ta, hận đời đen bạc, ghét kẻ bạc tình. Rồi mỗi lần mà là mỗi lần mà buồn đời cái giáng tay lên, thấy không? Kính bạch thầy, cho con hỏi, người thân chị gái của mình tham sân si chấp, cứ sống theo quá khứ và mong ước về tương lai, cuối mong thầy quan hỷ giúp con. Thầy bó tay. Người thân mình bị tham sân si, sống theo quá khứ, thầy có về đó đâu, thầy lôi chị sống với hiện tại. Thưa đại chúng, mỗi người có mỗi cái nghiệp sống, cái đây là cái quan niệm thôi. Có những người, người ta dễ dàng quên được cái quá khứ, có những người ta không có dễ quên. Không phải là người ta không muốn, nhưng mà ta làm được. Mà mình muốn làm được cái việc đó thì mình phải thực tập dữ lắm. Chính bản thân mình nè, chính bản thân mình thôi chứ đừng nói lâu. Có nhiều khi mình gặp một cái chuyện gì đó là mình không bao giờ quên được. Cho nên á, mình khi mà mình nổi tham sân si, mình chấp, rồi mình thấy cái người đó như vậy, mình buồn. Mình buồn á, nghĩa là mình thương chứ không phải ghét. Buồn nó hai loại, buồn thương và buồn ghét. Ví dụ như Phật, Bồ Tát, người ta thấy mình, ta thương, ta buồn, ta chúng sanh mình sao lặn ngụp hoài không chịu trồi lên. Trong kinh Địa Tạng nói, cứu họ vô rồi, đem cái người đó lên rồi lây xây qua xây lại, ủa thấy nó nữa. Cho chúng sanh mình cũng vậy thôi. Cái quá khứ, cái tương lai á, là hai cái nó chi phối mình lớn lắm. Cho nên á, đạo Phật á, dạy cho mình trở về với cái hiện tại. Thì thôi bây giờ nếu mình có một người thân như vậy thì mình phải ráng làm sao mình khuyên. Không có bắt người ta một lần được đâu, cứ một lần mình nói một chút. Hồi ba con còn sống, ông có nói sống cái nhà thác cái mồ, vậy khi mất đi con nên chôn hay thiêu? Theo con muốn chôn vì có 7 đứa con, để nó nhớ cái mồ mả của cha mẹ, vì đạo Phật là đạo hiếu. Dạ thưa, không phải. Đạo Phật là đạo hiếu, mà hiếu không phải chôn mới hiếu, mà cũng không phải thiêu mới hiếu. Ông bà mình hồi xưa quan niệm á, sống cái nhà thác cái mồ, bởi vì đó là cái phong tục tập quán của mình là mình chôn. Người Nhật có chôn không? Không. Người Nhật là thiêu. Ấn Độ có chôn không? Không, thiêu. Thưa đại chúng, khi mình chết đi á, có 5 cách giải quyết cái xác chết.
Một là thiêu gọi là hỏa táng, hai là chôn gọi là thổ táng, ba là bỏ xuống nước gọi là thủy táng, bốn là cho chim ăn gọi là điểu táng, năm là đỏ trong rừng gọi là thi lâm táng. Cách nào cũng là giải quyết cái thể thi thể đó hết. Nhưng mà tại vì người Việt của chúng ta, chúng ta có đất, cho nên chúng ta chôn. Chôn xong vài chục năm sau chật đất quá đem lên đốt, đốt rồi để trong hũ. Thật ra tới đó làm sao cũng được hết, tùy mình. Vì chết rồi á, cái chữ chết không phải là chết là hết, là không phải hết cái đó à. Không phải là chết là hết, không còn gì. Hết là hết cái thể xác của mình thôi, chứ còn nghiệp lực của mình chứ. Quan trọng là cái nghiệp lực siêu thoát. Còn cái hình thức chôn cất hũ cốt mình giữ sao là tùy hoàn cảnh của mình. Đạo Phật không hề quy định con cái phải chôn cha mẹ để đi thăm mới gọi là có hiếu không. Mình nói vậy kẹt cho người ta, lỡ người ta không có khả năng chôn sao. Rồi lỡ người ta nghĩ rằng gia đình người ta sẽ dọn nhà đi, người ta chôn đó rồi nữa ai thăm. Phải không? Mà hơn nữa đó, mình sự sống hơn là sự tử. Mình lo cho người sống nhiều hơn người chết. Người chết có lo mà chỉ một phần. Cái quan trọng là lúc sống nè. Ăn nóng không cho ăn, đợi tới cho ăn nguội không à. Thấy không? Thành thử ra cái quan trọng là lúc sống mình làm gì với người thân, mình làm gì với họ. Chứ còn cái chuyện mình chôn hay là thiêu tùy hoàn cảnh. Cho nên ông bà cha mẹ đừng có chối lại với con là mẹ muốn khi nào chết tụi con ráng đem về Việt Nam làm cái đám tang cho nở mặt nở mày hàng xóm. Mình nở mặt nở mày mà con nó bể bụng. Con nó bể mặt. Tại vì lo không nổi thì phải chạy đi mượn đầu này đầu kia để lo cái đám, xong rồi con đổ nợ. Mình chết xong rồi, mình chết rồi, hết rồi đó. Mình hết cái xác mình mà để là đóng nợ. Trời Phó Hoài hay đùa hỏi, nhà anh có thiếu gì không? Nhà con không thiếu gì hết, chỉ có thiếu nợ. Thưa đại chúng, đừng quan niệm vậy. Đạo Phật là đạo hiếu, nhưng mà cái chữ hiếu của đạo Phật không có nghĩa là chôn hay thiêu. Mà cái hiếu của đạo Phật là khi sống chúng ta phụng lo, khi chết chúng ta làm theo ý nguyện. Mà cái ý nguyện của cha mẹ là cái ý nguyện muốn con mình sống lành mạnh, chứ không phải là cái vấn đề khác. Còn mình muốn chôn thiêu là tùy mình. Cách nào cũng được hết. Có những người ta chôn xong giờ thời gian cha mẹ chôn Việt Nam, con cái qua đây với bầy cháu. Bây giờ cái tớp mà cái người, cái nhóm người con bây giờ bắt đầu già sắp chết nè. Mà cái tớp cháu là quên rồi đó. Mà cái lớp chắc là còn dữ dội nữa. Cho nên thôi bây giờ các vị phải về Việt Nam bốc mộ, thiêu rồi thủy táng luôn để chi yên lòng. Mình đã đối với cha mẹ mình xong hết cái bổn phận. Cháu mình bên này, tức là con mình bên này, gọi bằng ông nội, ông ngoại gì đó, chắc gì họ có thời gian họ về. Mà đám cháu không nhớ thì đám chắc là bảo đảm luôn, chắc luôn, không có gì hết. Cho nên thôi mình tự giải quyết, mình tự quyết định lấy luôn, đừng đợi ai quyết định hết. Phải không? Thanh niên tự hữu xung thiên khí, hư hướng Như Lai hà xứ hành. Thanh niên tự có chí song thiên, chẳng cần đi theo vết đổ, đó mới gọi là đúng. Mình thấy cái điều gì bây giờ không còn phù hợp, mình tự giải quyết luôn. Pháp Hòa đã, bây giờ Pháp Hòa có rất nhiều tên trong bảo hiểm nha. Mấy bà già lên nhờ hết rồi. Tại vì sao? Nói là bảo đảm là con cái không biết gì nữa rồi. Thôi thì nhờ thầy lo luôn. Một là thủy táng. Có nhiều vị nói sau khi thiêu xong 49 ngày rồi, thầy lo rải luôn giùm. Có nhiều vị nói nếu mà thầy thương cho con về chùa con ở, rồi thầy lo. Pháp Hòa, nhưng mà Pháp Hòa có lo hết không? Lo hết đời Pháp Hòa thôi chứ, hết mà hết đời mình thôi. Còn đời đệ tử tôi không biết ạ. Thưa thầy, con có đọc trên mạng có nhiều bài viết nói danh từ bà chủ chùa. Vậy thầy có thể quan hỷ giải thích cho con biết thế nào là bà chủ chùa? Sao người ta lại gọi bà chủ chùa ạ? À, em cũng xin thành thật, lần đầu tiên em nghe danh từ này. Em cũng đọc kinh sách dữ lắm mà em cũng chưa biết chữ này. Ngay cả ông chủ chùa em còn chưa nghe, lấy gì em nghe bà chủ chùa.
Không có cái từ đó đâu. Mà nếu có thì chắc có lẽ là người ta muốn châm biếm ai đó, mình không biết. Nhưng mà mấy cái từ đó không có trong Phật giáo. Ngay cả chữ chủ chùa cũng không có, chứ đừng nói là ông bà gì hết á. Đạo Phật không có xài chữ chủ chùa. Bởi vì mình còn làm chủ mình không được, mà chủ cái gì, chủ cái chùa. Mà chùa của mình đâu mà làm chủ. Chùa của ai? Của bá gia bá tánh, chứ của mình đâu mà làm chủ. Mình không có làm chủ ai hết á. Có làm chủ nợ thì được. Cái vị mà ở trong chùa, chúng ta không gọi là chủ chùa, mà chúng ta gọi là trụ trì. Trụ trì khác với chủ chùa xa lắc. Trụ là ở, trì là giữ. Ở chùa và giữ chùa kêu trụ trì. Còn nếu mà nói cho hoa mỹ, nói cho cao siêu chút nữa là gì phải không? Trụ Như Lai gia, trì Như Lai tạng. Nghe ghê gớm vậy đó. Ở nhà của Như Lai gọi là trụ Như Lai gia. Giữ gìn gia tài của Phật gọi là trì Như Lai tạng. Còn nói đơn giản đi, ông giữ chùa, giữ chùa thôi, chứ không có chủ. Này, cái thân này mà còn làm chủ không được, mà mình chủ ai? Nó muốn bệnh giờ nào nó bệnh, nó muốn chết giờ nào nó chết. Thậm chí nó muốn chết qua, nó chắc kiếp chết chứ đâu còn mong chi sống. Không có chủ được ai hết á. Cho nên Pháp Hòa, mà mấy vị mà mời Pháp Hòa đi cúng khai trương tiệm đó, Pháp Hòa lợi và cúng, Pháp Hòa nói hôm nay quý thầy rất hoan hỷ tới để chúc mừng và cầu nguyện cho quý Phật tử mở được cửa hàng làm ăn, tạm gọi là chủ tiệm. Nhưng mà nhớ là mình làm chủ tiệm thì dễ, mà làm chủ bản thân khó. Và phải nhớ rằng có hàng chục người làm cho mình để họ đóng vai người làm, để mình được đóng vai làm chủ. Vậy thì khi có người làm mình mới được làm chủ. Không ai còn làm với mình chủ với ai. Quý vị hiểu ý và muốn nói gì không? Mình làm chủ mình phải đối xử với nhân công làm sao? Thì nhân công ở lại với mình sao để mới được rồi mình làm chủ? Nhưng mà mình làm chủ cái gì không cần biết, mà làm chủ chưa được làm chủ mình thì mình chưa làm chủ được. Ví dụ như chủ mình là chủ gì? Chủ cơn giận, chủ cái chức vị của mình. Tôi là ông chủ, tôi là bà chủ, tôi ra lệnh quý vị phải nghe. Thì nếu mà người ta cần việc làm thì người ta nghe, nhưng mà người ta nghe người ta làm mà tâm người ta không phục. Còn mình làm chủ như thế nào mà người ta thương quý mình, mà ta gọi bà chủ ông chủ bằng cái tấm lòng của người ta, hai cái đó nó khác. Ngay cả vị trụ trì, người ta tới người ta sợ mình quá, người ta kêu mình trụ trì, mà người ta kêu tại vì cái chức mình trụ trì, người ta kêu trụ trì, chứ còn cái tâm cung kính trụ trì nó không có. Cho nên không có chủ chùa, mà chỉ có trụ trì thôi. Trụ ở đó, gìn giữ cái đó. Hết duyên thầy cứ đi. Hết duyên là đi, không có cái gì khổ hết á. Tại vì ở để giữ chùa, lo chùa thôi. Chùa này của bá tánh, mặc dù trên danh nghĩa là tôi đứng ra tôi vận động tôi xây đó, tôi vận động tôi làm đó, nói nghe oai phong vậy đó, nhưng mà thiệt sự ra tôi không có gì hết á. Sở dĩ tôi làm được là nhờ bá gia bá tánh hùng vô tôi đại diện, tôi là người được tin tưởng, được giao phó, tôi làm việc đó. Nhưng mà đủ duyên tôi làm, hết duyên tôi đi, không có ràng buộc, không có bận rộn. Thầy nào mà bỏ chùa mà rời khỏi cái chỗ đó mà đau khổ với cái chỗ mình làm đó, tôi chưa giỏi. Chúng con là sứ giả của Như Lai, xin nguyện suốt đời dấn thân cho đạo pháp. Chỗ nào đạo pháp cần, chúng con đến. Chỗ nào chúng sanh cần, chúng con tới. Không vì danh lợi. Xong rồi chúng con đi. Không nề gian lao, chẳng nài khó nhọc. Cho nên mình không bao giờ có chữ chủ chùa. Trong kinh sách, trong từ điển Phật học không có chữ chủ chùa. Chỉ có chữ trụ trì thôi. Trụ là ở, trì là giữ. Ở chùa, giữ chùa. Nói một cách trang trọng, ở cái chùa đó giữ gìn viền mối của đạo pháp, làm cho chánh pháp được phát huy. Còn thầy ở đó mà thầy bày đủ thứ trò mê tín,
để cho người ta bái cúng lại lục mà không giảng pháp cho người ta nghe thì cái đó chưa đúng chánh pháp. Mà nếu quý Phật tử nào mà đến chỗ nào mà người ta chỉ cho mình ăn mà không cho mình giáo pháp thì chỗ đó không phải chỗ mình ở. Chỗ nào mà người ta cho mình giáo pháp mà người ta không cho mình ăn, ráng ở. Còn chỗ nào mà vừa cho mình ăn vừa cho mình giáo pháp, ngu gì không ở. Còn chỗ nào không cho mình giáo pháp mà cũng không cho mình đi ở ăn vọt lẹ. Thưa Thầy, cho con hỏi, Phật tử hải ngoại với môi trường và cuộc sống khác rất nhiều so với Việt Nam, thì Phật tử chúng con có bổn phận như thế nào và nên làm gì để gìn giữ và phát triển Phật giáo để hỗ trợ quý thầy cô chuyên tâm tu tập? Câu này hay đó, nhưng mà nói nhiều lắm à. Thôi bây giờ trước hết nói về căn bản, nếu mình có cái tâm như vậy thì đúng là một Phật tử, nghĩa là mình muốn hộ trì. Người xưa nói như thế này: Phật pháp trường tồn là do tăng già hoằng hóa, thiền môn hưng thịnh nhờ đàn Việt phát tâm. Phật pháp có phát huy hay không là ở quý thầy chứ không phải ở Phật tử. Tại vì cái chuyện hoằng pháp lợi sinh là bổn phận của tăng ni. Giữ gìn đạo tràng cơ sở của chùa là chuyện của Phật tử. Hai bên làm hai việc. Cũng giống như á, ba đi làm về đem tiền về nuôi gia đình, mẹ ở nhà phải có bổn phận lo cơm nước và dạy dỗ con cái. Hai việc làm. Cũng như thế, Phật tử giúp cho quý thầy duy trì ngôi tam bảo, vì quý vị có đi làm, quý vị có phương tiện vật chất, quý vị hộ trì. Còn chư tăng là đầu tư hết cuộc đời mình vào chuyện nghiên cứu giáo pháp để truyền bá lời Phật, giúp cho Phật tử trên năm phương diện. Thậm chí Phật tử buồn khổ, có những vấn đề trong gia đình, mình phải có lời an ủi. Gia đình Phật tử có tang sự, chúng ta phải an ủi, chúng ta phải chăm sóc. Chứ không phải là tôi tu rồi, chuyện đó không phải chuyện của tôi. Nhưng mà lúc mình cần người ta mình réo, lúc hết việc rồi mình không có quan tâm, thì cái đó không phải tâm của người tu sĩ. Cho nên người Phật tử phát tâm phát triển đạo Phật, quý vị muốn phát triển đạo Phật phải không? Trên phương diện cá nhân, mỗi người phải tự nỗ lực tu tập ở nhà, tụng kinh, bái sám, nghe pháp, chuyển hóa phiền não. Đó là tự thân mình nha. Trên phương diện đóng góp cho cộng đồng, không tham gia những câu chuyện thị phi thế sự, chuyện tốt chuyện xấu của đạo tràng này đạo tràng kia không được bàn tán. Người ta có rủ mình vô nhóm vô phe cũng không có phe nhóm. Phật tử giữ được cái lập trường đó thì tự nhiên sẽ yên. Mà thậm chí người ta rủ nó: chị, mình tu rồi không có phe nhóm, hộ trì tam bảo thôi, chỗ nào có chánh pháp chỗ đó mình hộ trì. Còn rủ rì mà rỉ tai đó là mình sai, tại mình làm cho đạo tràng bị mai một. Phát triển không nổi nếu mà chúng ta cứ sống kiểu đó. Và chúng ta phải hộ trì giúp đỡ cho quý thầy, là quý thầy đâu có đủ người để mà lo hết cho quần chúng Phật tử. Mỗi người mình phải chăm sóc với nhau. Cho nên nhiều lúc Pháp Hòa rất muốn á, rất muốn điều đó, là mỗi Phật tử á, mình quan tâm với nhau. Thí dụ bây giờ á, mỗi người giữ 10 cái số phone, thì mỗi Phật tử á, có bổn phận phone thăm nhau. Thầy trụ trì không có thời gian, thì Phật tử mình á, thấy ai không đi chùa phone hỏi thăm. Biết được gia đình chị đó có hữu sự, báo cho thầy trụ trì biết: thầy ơi, chị Năm á, gia đình chị có chuyện, mấy tuần lễ nay chị không có đi chùa được. Mấy tuần lễ nay chị bệnh mà chị giấu đó. Thầy mình báo cho thầy trụ trì biết để thầy trụ trì gửi tâm lân mẫn đến Phật tử. Mình là cánh tay nối dài của tăng bảo. Còn mình sống trong chùa không biết ai chứ, ai đi chùa đi cũng đi thôi, tôi không biết. Rồi hỏi tới mình, nói không, tôi không có thích thị phi. Đó đâu phải chuyện thị phi, đó là mình quan tâm với nhau, mình làm cánh tay mình giúp đỡ.
Và thậm chí 2-3 tuần cũng thấy vị đó gọi: chị sao mấy tuần lễ nay chị cũng đi chùa, có chuyện gì không? Phật tử mình lân mẫn với nhau, cứ mình không cần làm gì. Ở đây hôm qua Pháp Hòa nói chuyện với thầy trụ trì, thầy trụ trì nói mỗi chùa mỗi tông á, Phật tử ta đi về chùa đó, ta lo cố củng cố phát triển cái tông phái đó. Người ta có cách làm việc của người ta rất là hay. Cho nên cái câu hỏi rất hay, rất có lòng. Và mình, bản thân mình trước hết là phải nỗ lực tu tập. Mình muốn phát triển đạo pháp thì bản thân mình phải phát triển tu tập trên 3 phương diện: văn, tư, tu. Văn là phải nghe, tư là suy nghĩ đạo lý, tu là hành trì. Mà người nào giữ được 3 điểm văn, tư, tu, giới định tuệ thì mình là một Phật tử đóng góp cho đạo tràng, cho tăng bảo rất nhiều phụ. Mình cũng là hàng tăng bảo, nhưng mà tăng bảo tại gia, lân mẫn với người cư sĩ. Có những việc chư tăng làm không được mà quý vị làm được. Pháp Hòa ví dụ như á, bây giờ đang ngồi giảng đây nè, có một nhóm khách ở xa tới. Thí dụ Pháp Hòa đang là trụ trì ở đây đi, bây giờ Pháp Hòa không thể nào mời mấy vị đó vô, Pháp Hòa không làm được. Một Phật tử thuần thành của chùa đây ngó ra thấy có một người, có nhóm khách tới, bước ra liền: A Di Đà Phật, chào quý đạo hữu mới tới. Xin hỏi quý đạo hữu ở đâu tới? Mời ta vô. Dạ quý tới, ta nói tôi tới lễ Phật. Dạ thầy đang giảng, sắp xong rồi. Quý đạo hữu có thể ngồi đây nghỉ mệt hay là muốn lên tham dự không? Tiếp người ta, thay thầy trụ trì. Ê, có ai mới tới à? Thôi kệ. Làm sao mình phát triển được? Ta tới ta thấy không ai ngó ngàng gì tới người ta hết. Mà mình là Phật tử, tự nên Pháp Hòa nói vô tụng thời kinh nè, thầy trụ trì cũng ngồi xuống tụng, rồi Phật tử thuần thành của cái chùa phải ngó nhìn xung quanh coi những người mới tới sao, người ta có kinh tụng không. Tụi mình chỉ biết cuốn kinh mình thôi à, kệ ai có thôi, mặc mình sống vậy cũng được. Nhưng mà cái tâm lân mẫn mình không có, cái chùa đó sao phát triển nổi nếu mà Phật tử cứ sống kiểu đó. Mình là Phật tử thuần thành, mình phải để tâm tới những người ta mới tới. Thậm chí vô tụng thời kinh, mình mới biết kinh Nhật tụng để đâu, mình mới biết kinh Địa Tạng để đâu. Ngồi xuống là mình phải ngó phía sau, nhất là những người phía sau ta mới tới. Ta không có quyển kinh, mình biết có đâu, đi lấy quyển kinh, thậm chí đang cầm trên tay, nhường cái quyển đó rồi đi kiếm kinh khác đưa cho các vị. Chắc chắn rằng các vị phải có kinh sách, thậm chí lật trang cho người ta luôn. Thấy người ta tới: dạ mô Phật, quý đạo hữu lễ Phật xong, quý vị đi mới tới ở xa, quý vị dùng cơm chưa? Chứ đâu phải là mà hết giờ rồi, hết giờ cơm rồi. Trời đất. Thành thử ra thầy trụ trì ổng không có 3 đầu 6 tay, ổng làm được hết đâu. Tăng chúng trong chùa đó, đại chúng, những người thường trụ, những Phật tử trong chùa đó phải có bổn phận làm việc đó. Nếu mình muốn cái đạo tràng mình hưng thịnh, mình muốn cho Phật tử người ta tu tập. Thưa thầy, ai cũng nói đi tu là khổ, là cô đơn, mà con thấy quý thầy cô bên Nhật vừa tu vừa làm vừa tu, con thấy khổ cực thật, nhưng con vẫn thấy quý thầy luôn cười hiền hòa để bao dung chúng con mỗi khi về chùa. Có hôm con hỏi một sư cô vì sao cô đi tu khổ cô đơn mà sư vẫn chọn con đường này. Sư cười rồi hát cho con nghe đoạn này: đời tôi đi tu nên tôi đâu có cô đơn, vì không cô đơn nên tôi đây mới tu hoài. Bài này sao giống của em vậy? Sư cô hát hay mà vui lắm thầy ạ. À, đi tu là khổ hay vui thầy ạ? À, thì nhìn thì biết rồi. Cái này nó liên quan tới bài kinh nha. Có một hôm á, có một vị cư sĩ tới hỏi Phật: bạch Đức Thế Tôn, tại sao tụi con ở ngoài á, ngày ăn 3 cử, tối nhiều khi còn ăn thêm, cuối tuần là diện đi chơi, ở nhà coi phim coi nhạc đủ thứ trò giải trí, mà sao tụi con mặc đứa nào cũng nhăn? Còn các thầy á, nhiều khi ngày ăn có 1 cử mà ngó lại thì cũng cứ đầu hũ dưới rau.
đời sống rất đơn giản mà tại sao các thầy ít nhăn, mà cuộc nhìn các thầy nó có cái vẻ gì nó nhẹ nhàng vô cùng. Quý vị biết Phật trả lời làm sao? Tại vì cái tâm nó không có vướng bận quá khứ khổ đau. Mình nó luôn luôn á, cái gì mình cũng muốn mà mình không lượng sức. Quá khứ thì mình cũng muốn ôm, mà tương lai mình cũng muốn hốt, mà hiện tại mình không có nhớ gì hết. Có không? Trời ơi, nó nói một câu nặng 5 năm về trước rồi vẫn nhớ luôn nha. Tôi nhớ rõ ràng một buổi chiều mưa. Nó mặc cái áo tím, tôi đứng góc này. Tôi đi ngang, nó thấy tôi một cái, tôi vẫn nhớ ánh mắt đó tới bây giờ. Ôi trời ơi, vậy mà cái người ta thương mình, ta quý mình, chẳng nhớ gì hết trơn. Khổ không? Cho nên Pháp Hòa mới xin phép là mạng phép đổi lời cái bài hát này đó. Cái bài đó là Pháp Hòa đổi lời đó. Đời tôi đi tu nên tôi đâu có cô đơn, vì không cô đơn nên tôi đây mới tu hoài. Đừng cho tôi tu vì chán đời đắng cay, hay thất tình bao lần nên vào chùa để ẩn tu. Đời tôi đi tu nên tôi đây lắm an vui, thầy cùng đệ huynh chung nhau xây ánh đào vàng. Vì tôi biết tu nên tôi đâu còn trách ai, tôi đâu còn giận hoài, vì biệt đời luôn đổi thay. Đâu có giận ai hoàng chi, tại vì biết đời luôn đổi thay. Thôi bây giờ quý vị nghe câu này nè, hát theo nha. Ai nói gì, ai nói chi, mỉm mỉm cười, mỉm mỉm cười, cho cơn giận nó được nguôi, cho gương mặt nó được tươi. Hát lại nha. Ai nói gì, ai nói chi, mỉm mỉm cười, mỉm mỉm cười, cho cơn giận nó được nguôi, gương mặt nó được tươi. Dễ không? Là hát lại một lần cho tươi lên coi. Ai nói gì, ai nói chi, mỉm mỉm cười, mỉm mỉm cười, cho cơn giận nó được nguôi, cho gương mặt nó được tươi. Dễ không? À, dễ thì hát tiếp. Nghe bên này xuyên qua đây, nhớ nhớ cười, nhớ nhớ cười, nghe ông bạn mình ơi, nghe cô bạn mình ơi. Làm lại coi. Nghe bên này xuyên qua đây, nhớ nhớ cười, nhớ nhớ cười, nghe ông bạn mình ơi, nghe cô bạn mình ơi. Dễ không? Dễ, hát tiếp. Trên đời này luôn đổi thay, vô thường vô thường, ta đâu buồn làm chi, ta cứ cười hoài đi. Trên đời này luôn đổi thay, vô thường vô thường, ta đâu buồn làm chi, ta cứ cười hoài đi. Dễ không? Nín. Sợ, sợ hát tiếp hả? Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, chỉ có pháp hiện tại, tuệ giác chính ở đây. Chỉ có giây phút hiện tại, quá khứ là qua rồi. Cho nên có vị hỏi, thưa ngài, thế nào được gọi là tổ? Vị thiền sư trả lời, quá khứ qua không nhớ, tương lai chưa tới khỏi trong, hiện tại chẳng đem lòng dính mắc. Cái gì đã quá khứ nó qua phải không? Tương lai thì mình không biết sao trong.
Hiện tại có nắm bắt được cái gì không? Có không? Không. Tại vì bất cứ một cái tích tắc nó thành ra quá khứ, cho nên không nắm được gì hết. Hiện tại cũng không nắm được gì. Thí dụ hiện tại mình là một tài tử thì đừng có dính mắc mình sẽ là tài tử, phải không? Tại vì trong cuộc sống Đức Phật có nói có nhiều khi tận tài bất tận tử, nhiều khi tận tử bất tận tài. Có nhiều khi tài còn mà tử tới. Tận tài, tài bất tận, tử tận. Nhiều khi tiền của mình còn, nhưng mà cái chết mình đã tới rồi. Cho nên tài tử, nghe tài tử mình thấy có gì đó rất là, cuộc sống rất là sôi nổi hay là cái gì đó. Nhưng mà thật sự Đức Phật nói có những trường hợp tận tài bất tận tử. Mình tiền của mình hết rồi nhưng mà chưa chết. Nhưng mà có nhiều khi tài bất tận mà tử tận. Các thầy không phải không lo, không phải không giận, nhưng mà không có để lâu. Cũng phải lo chứ, không lo hay lo, nhưng mà biết lo. Lo cái gì cần lo. Ví dụ như ngày mai Pháp Hòa còn chuyến đi, nhưng mà hôm nay Pháp Hòa có hai buổi nói chuyện, Pháp Hòa lo hai buổi này thôi. Giờ này đoàn đi hết rồi, Pháp Hòa không lo, tại vì lo chuyện này. Hiểu ý, Pháp Hòa có chuyện để lo, nhưng mà chuyện của ngày mai không phải chuyện bây giờ. Chuyện bây giờ là lo sao đủ sức để nói chuyện như lời mình đã hứa. Con người chúng ta có hai chuyện để lo thôi. Một là khỏe, hai là bệnh. Nếu mình khỏe thì đâu có chuyện gì để lo. Nếu mình bệnh có hai chuyện để lo. Một là hết bệnh, hai là mình chết. Nếu mình hết bệnh thì đâu có chuyện gì để lo. Nhưng mà nếu mình chết có hai chuyện để lo. Một là mình lên thiên đường, hai là mình xuống địa ngục. Nhưng nếu mình lên thiên đường đâu có chuyện gì để lo. Nhưng mình xuống địa ngục thì mình sẽ gặp rất nhiều bạn của mình. Chừng đó mình sẽ bận rộn bắt tay mỗi người và không còn giờ để lo. Mình ráng hai câu nổi không? Thôi làm cho đẹp lòng hết đi ha. Thưa thầy, làm thế nào để vượt qua lòng ganh tị? Ganh tị là tiếng Việt, tiếng Hán gọi là đố kỵ. Thường thường là mình, trước khi mình tuổi tị mình phải tuổi thân. Sao tôi tuổi thân tôi quá à? Vậy đó, ai cũng thương, còn tôi không ai ngó. Mà tuổi thân là qua tuổi tị gần lắm à. Chữ tị là mình đố kỵ, nghĩa là mình ganh với cái vị đó. Cái chìa khóa đó với cái ổ khóa đó làm việc với nhau. Thì một hôm á, cái ổ khóa nó mới trách cái chìa khóa. Nó mới nói á, cũng cùng là một bộ với nhau, nhưng mà tôi á, thì khổ hơn anh. Chủ nhà đi đâu á, là đem tôi ra móc ngay cửa. Còn anh á, thì được đi theo chủ dân du khắp nơi. Còn tôi mãi mãi cứ đứng ngay cửa đó để cho họ khóa lại. Thế chìa khóa nó nói, trời ơi, anh ổ khóa ơi, thấy anh vậy mà anh cũng có phước hơn tôi. Anh ở đây anh được hít thở không khí, còn tôi cứ chui vô cái quần ngọt muốn chết. Thì khóa nó xong nhét cái chìa vô. Nhiều khi tôi ngửi đủ mùi mà anh đâu có biết. Cái chìa nó nói với anh khóa, ổ khóa vậy đó. Cái thì anh ổ khóa đó tức mình. Một ngày nọ, chủ để cái ổ khóa khóa xong, chủ quên. Sẵn dịp nó hất cái chìa khóa vô cái thùng rác. Vì nó nghĩ rằng á, tao hất mày đi để mày khỏi theo chủ nữa. Chủ đâu có nhớ, tưởng đâu là mình giữ chìa khóa trong người. Đi vân du một ngày trời về, lục giỏ không có chìa khóa. Bây giờ không có cái chìa thì làm sao mở? Cuối cùng lấy búa đập nát cái ổ khóa để được vô nhà. Mà cái ổ khóa bị đập rồi nó hư thì làm sao dùng lại được?
sẵn cái thùng rác đó, dục cái cốp vô đó. Lúc đó ổ khóa nó gặp lại chìa khóa. Chìa khóa nó nói welcome. Quý vị nhớ câu chuyện không? À, nhớ câu chuyện đó đi để trả lời ganh tị. Mình ganh, mình là chìa khóa mà mình ganh với cái ổ khóa. Hay là ngược lại, ổ khóa mà đi ganh với chìa khóa, rồi mình làm cho chìa khóa nó rọt vô cái thùng rác, để nó cuộc đời của nó khỏi cần ai dòm ngó nó nữa. Thì người ta không có chìa, người ta không mở được mình một cách trơn tru, thì người ta phải đập mình thôi. Mà một khi mình mà cái ổ khóa bị hư rồi thì làm sao xài được nữa. Thì mình cũng, cái số phận của mình cũng đi đâu? Cũng đi vô cái thùng rác chung với cái chìa thôi. Mà chẳng những như vậy, mình tan nát rồi mới được vô đó nữa. Khi mình muốn nói chuyện này, nhiều chuyện để kể quá. Nào cái chuyện ba con rận nó kiện nhau nè. Nào là cái chuyện cái lưỡi nó thưa cái thân nè. Thôi để dành đó đi, tháng sau qua kể. Khi mà con muỗi nó cắn mình á, mình có thói quen mình làm gì? Đập muỗi. Đập muỗi, đập bài thơ, đập bài tụng kinh muỗi liền. Vì tao, tao phải đập mày. Vì mày mà tao phải đánh mày, đánh tao. Phải vậy không? Con muỗi nó cắn mình đau trên mặt là mình giả cái bóp. Con muỗi nó chết nhưng mà ai cũng đau? Mình cũng đau. Vì tao, tao phải đánh mày. Mà vì mày mà tao phải đánh cả hai, là đánh mày, đánh tao. Mình muốn người đã chết, nhưng mình cũng chung số phận đó. Cho nên có nhiều vị nói, thưa thầy, bây giờ tôi muốn hại cái người đó vậy đó. Pháp Hòa hay đem một cái ví dụ. Pháp Hòa nói, chú, bây giờ cái người chú ghét đó, nó đang đứng ngay cây xăng á. Chú tới chú châm ngòi cho nó nổ cây xăng. Chú nghĩ là cho cái người đó chết. Mà chú đâu có biết rằng cái người chết của mình sao chạy sao kịp. Nó nổ là mình cũng dính luôn. Mà chẳng những người đó chết, chú chết, mà người xung quanh đã ảnh hưởng. Có đôi lúc mình sống, mình không cần phải thế thiên hành đạo ra tay gì hết trơn á. Nhân quả nó đều có mặt. Cái ganh tị nó làm con người mình xấu, chứ không có đẹp gì hết trơn á. Như hôm qua bà thưa đó, mình đã nghèo cái gì? Nghèo tiền của rồi, mà nghèo luôn tâm hồn là ganh tị. Thì không nên. Cho nên á, trong cuộc sống của chúng ta, Bồ Tát Phổ Hiền cũng biết cái tâm này, cho nên Ngài hướng dẫn chúng ta phát cái nguyện tùy hỷ công đức. Công đức tùy hỷ nó lớn bằng với cái người làm. Tại vì sao? Tại vì cái người làm á, họ có của họ làm, mình không của, mình tùy hỷ theo, tương đồng. Cho quý vị nhớ không? Cái nguyện của 10 nguyện Phổ Hiền, trong đó nguyện thứ mấy? Nguyện thứ mấy tùy hỷ công đức là ai nhớ? Đọc lại từ đầu. Nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quảng tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng, ngũ giả tùy hỷ công đức. Trong kinh Pháp Hoa cũng nói phẩm tùy hỷ công đức, phải không? Mình làm cái, người ta làm điều đó, mình không làm được điều đó, mình tùy hỷ. Cái bài khấn nguyện nè: cho con biết khiêm hạ, không nói lỗi của người, tự thấy mình nhỏ nhoi, việc tu còn kém cỏi. Cho con biết vui với cái vui của mọi người. Cho con biết thấy người khác thành công như chính mình làm được. Cho nên á, cái gì mình làm không được, mình thấy người khác làm, mình cứ vui đi. Mình cứ tùy hỷ theo. Hồi ở Việt Nam á, có một cái người đó, sống trong một gia đình, 50 gia đình mà 49 gia đình giàu hết, con mình họ nghèo à. Thì cái người hàng xóm đi tới chơi mới nói, ủa, trong cái xóm này ai cũng giàu mà có mình anh nghèo, mà sao anh không có phiền não, anh không có bực bội? Nói, cái người trả lời sao biết không? Tôi đâu có gì để bực bội, mà tôi thấy tôi khỏe lắm.
Ở trong xóm này 49 gia đình giàu, có mình tôi nghèo à? Không lẽ 49 này người này không nuôi nổi tôi mỗi ngày một chén cơm? Do tôi không ganh tị với ai, tôi mỗi ngày tôi sống tôi vui vẻ với làng xóm của tôi, cho nên tuy tôi không của để giữ, họ giữ hết trơn rồi, tôi khỏi lo. Nhưng mà ngày nào họ cũng cho tôi cơm ăn. Tết người cho tôi cái áo, người cho 49 nhà, không lẽ không có tới 20 nhà tặng quà tôi sao? Họ không cho tôi được cái gì sang trọng, nhưng họ biết tôi cần cái gì, họ cho đúng cái nấy. Cho nên thấy tôi nghèo chứ tôi giàu, mà thậm chí nói tôi trung lưu, không cần giữ. Họ có của họ giữ, tôi không của khỏi giữ, họ giữ giùm tôi. Tới ngày tháng họ đưa tôi xài à? Quý thấy việc chừng đó không? Cho nên tùy hỷ công đức. Tại sao ở trong chùa Việt Nam mình ở cái thùng tiền để cúng dường? Tại sao mình không có để gì, mình để tùy hỷ công đức? Hai cái nghĩa chữ tùy. Anh vui vẻ tùy lòng bỏ vô đó bao nhiêu cũng tốt. Người khác thấy anh bỏ bao nhiêu cúng dường tùy hỷ đều tốt. Thưa đại chúng, cái người làm và người tùy hỷ nó giống như cây đuốc mà mồi vậy đó. Cây đuốc mồi lên, 100 cây đuốc khác tới mồi, không hề có nao núng. Cây đuốc gốc cũng không bao giờ vì 99 cây đuốc kia mà nó bị hao mòn lửa. Nó vẫn là như vậy. Con có người, con và người ấy làm chung một chỗ làm, người ấy thấy con hiền ít nói, ấy ơi người ấy là ai? Nói cho ấy nghe với. Con và người ấy làm chung một chỗ làm, người ấy thấy con hiền ít nói, người ấy có hỏi mượn tiền con. Con vui vẻ cho người ấy mượn, không trả, thời gian lâu không thấy trả, con có nhắc người ấy lại hẹn. Sau này con nhắc lại lần hai, người ấy lại trả lời không có mượn. Lúc đó em người ấy xuất hiện bên người ấy và nói ngược lại là con mượn tiền của họ. Họ dựng chuyện không nói có, chuyện có nói không. Mẫu người như vậy theo đạo Phật có tội không thầy? Họ tai ngược dữ lắm thầy ơi, con rất bức xúc, xin thầy quan hỷ cho con lời khuyên. Chắc muốn thầy đi phùng đi đánh lộn hay sao? Thật ra trên cái nhìn bình thường là người này có lỗi không? Cái người mượn tiền ta không trả người ta mà còn dựng chuyện nói người ta mượn của mình, thế chứ dĩ nhiên là có lỗi rồi. Nhưng mà trên cái phương diện nhân quả mình không thấy được. Biết đâu chừng đời trước mình cũng mượn của người ta, rồi mình cũng quỵt, rồi mình cũng dựng chuyện mình nói người ta, phải không? Thành thử ra ấy ơi tại ấy không biết á. Để ấy này nói cho ấy nghe nha. Ấy mà thấu đạo lý nhân quả rồi lại không có buồn nữa. Thôi bây giờ nếu như mình nghĩ là người đó có tội, tâm mình còn gắn tội cho người, chưa đủ từ bi, đừng nghĩ gì hết. Thôi bây giờ người này đã gạt tiền mình, nhưng thủy chung mình cũng không đến nỗi tán gia bại sản gì hết, mình vẫn bình thường. Bất quá mình biết người này là như thế nào, mình không có giao tiếp nữa. Cái điều thứ hai, thay vì mình nghĩ anh là người có tội, anh sẽ đọa địa ngục, anh sẽ trả lại cho tôi, đừng, gặp ấy nữa mệt lắm. Thay vì vậy nghĩ thôi, xóa sổ. Có thể đời trước tôi mượn của người này, tôi không trả, thôi giờ may phước là tôi có khả năng trả, và tôi vẫn, cuộc sống tôi vẫn bình an. Nghĩ như vậy đi, để tâm mình nhẹ nhàng, không có để cho người ấy làm một cái nặng nề trong thân thể của ấy nữa. Ấy nhớ không? Mà nếu mà người ấy mà lần sau gặp lại ấy á, người ấy rất là ấy nấy. Cái người mà sống mà tâm bao dung á, cái tâm bao dung á nó mới quan trọng. Chúng ta thường gọi là lượng cả bao dung. Chúng ta có một cái bài tán Phật. Đức Phật là cái người mà lượng châu xa giới. Cái lòng từ bi, cái lòng độ lượng của Phật á,
ôm ấp cả thái hư này. Phật là vầng trăng mát, đi ngang trời thái không, hồ tâm chúng sanh lặng, trăng hiện bóng trong ngần. Thí dụ bây giờ người đó người ta làm cái gì mình đó, mình thay vì mình nói là anh đó, đời này tôi không có làm gì anh hại tôi, anh thiếu nợ tôi, đời sau anh sẽ trả lại cho tôi. Thì mình nói như vậy nghĩa là mình bắt buộc cái món nợ này sẽ gặp mình nữa. Nhưng mà thưa đại chúng, ở đời mà cho mượn nợ thì dễ, mà đòi nợ thì rất là khó khăn. Đời sau mà mình muốn đòi họ đâu phải dễ đâu, họ cũng làm cho mình trầy da tróc dãy rồi mới trả chứ. Thôi thì tại sao mình không xóa luôn giờ đi? Mình xóa bây giờ là tại sao? Vì anh lấy tiền của tôi, chị lấy tiền của tôi, nhưng thật sự tới bây giờ tôi đâu có thiếu thốn, tôi vẫn cuộc sống tôi vẫn bình an. Nghĩa là tôi xem như là tôi đã cúng dường, tôi đã thân tặng cho chị, không nghĩ gì nữa hết. Như vậy để có tâm mình bình yên. Và nếu như có nhân quả nữa thì đời nà đời mình không có kết với người đó, mình không gặp nữa. Kết thì gặp nữa, tưởng sao đòi lại 20 bạc. Cho nên cực khổ lắm. Cho nên không cần. Có một vị Phật tử mới vừa rồi qua đi giảng, thì cái cô này cũng hỏi Pháp Hoài vậy nè. Là bởi vì cô thắc mắc một điều là trên thế gian này người ta vẫn biết tiền của là vật ngoài thân, vậy mà tại sao có người bo bo giữ mà không cho? Cổ mới nói á, cái người đó hứa làm từ thiện với con, cúng 5.000 làm từ thiện, cuối cùng đổi lời hứa không đưa. Bây giờ con không biết làm sao con xả. Và hỏi Pháp Hòa chứ tại sao người ta vẫn biết đời này là vô thường, của cải là vật phù du, mà tại sao họ tiếc hoài, họ không có chịu đưa? Thì nếu mà trả lời mình nói trời ơi, người ta mới có hứa thôi, lời hứa mà bác cũng giữ hoài, bác không xả. Còn tiền người ta không xả là phải rồi. Chị ta có mới có hứa thôi mà mình cứ giữ hoài trong lòng mình không xả. Phải không? Thành thử ra trong cuộc sống chúng ta phải để ý cái đó. Nhiều khi chúng ta rất là mỗi đòi lại một cái nhỏ, để cuối cùng làm gì? Xài không được. Pháp Hòa ví dụ như á, hồi đó mình cho người ta mượn 100 đồng tiền Việt Nam. Giờ qua đây gặp, ê bữa tôi cho 100 đồng tiền Việt Nam trả lại. Người ta đưa mình 100 đồng tiền Việt Nam đâu có xài được ở Nhật. Thì cầm chi 100 đồng tiền đó mà lại mang tiếng đi đòi nợ người ta. Phải không? Mà cũng không xài được. Thì cũng giống trường hợp này. Ví dụ mình đã người già ở đây nè. Mình có thể là mình lo, không biết nữa mình già, con mình có lo cho mình không? Cái đó mình có thể lo. Nhưng mà có một điều mình không lo là con không lo, chính phủ lo. Người già ở đây là nhất định là sẽ có tiền già, nhất định là sẽ có chỗ ở của chính phủ, cho nên thật sự là không lo. Thì chính phủ đã cho mình cái gì? Cho mình một cái gọi là vô quý thí. Nhưng mà thật, khi mà chính phủ tài thí cho mình, nghĩa là chính phủ cấp lương cho mình mỗi tháng, đó là tài thí. Phải vậy không? À, rồi chính trong khi chính phủ cho mình tài thí thì cho mình luôn cả vô quý thí, là sự không sợ hãi. Có thể là mình lo, tôi không biết nữa, tôi già, con tôi lo tôi không. Có đã có thể lo. Nhưng mà bảo đảm một điều là nếu nó không lo, chính phủ lo. Mà cho dù nó có lo, nghĩa là nó tới thăm nom, nhưng mà quyền lợi của người già vẫn gấp lai sinh. Dù mình có giàu có, mình có dư dả, nhưng ở đây người già là được có cái gì, cái quyền hưởng của người già. Cho nên người già nào tới tuổi rồi cũng làm đơn xin tiền già. Ở bên Canada đó, người già được quyền ăn tiền già mà ra khỏi nước trong vòng 6 tháng. Ở đây được mấy tháng? Mấy tháng? 3 tháng không? 1 tháng. Ở bên Mỹ là chỉ 29 ngày thôi. Ai mà đi hơn, coi như người nào mà đi tới 30 ngày là nó cúp tiền già, rồi là phải về xin lại. Còn bên Canada là đi sao đi, miễn đừng qua 6 tháng. Tiền già mỗi tháng vẫn direct deposit. Đi thẳng vô băng, không có gửi check nữa, đi thẳng vô băng luôn. Đó. Cho nên người già đó ở bên Canada đó, nói Pháp Hòa nói chung là ở Mỹ, ở Đức, ở Úc, nói chung là các nước tân tiến đó, các nước mà chúng ta đang ở bây giờ đó,
là hầu như người già nào cũng được hưởng. Không phải chỉ tiền già mà ngay cả gì bệnh hoạn đó. Mình về mình ở những cái xứ của mình nghèo, không ít ai lo thì mình lo gì? Trời nữa không biết tôi bệnh tôi có ai lo không? Chứ ngay bây giờ mình ở cái đất nước này không có lo già, không có chỗ ở, không có lo già, không có tiền, không có lo bệnh, không có bệnh viện lo, mà chẳng những mình vô bệnh viện ta lo còn hơn mình nghĩ nữa. Vậy cực lạc chưa? Quá cực lạc rồi chứ gì nữa. Mà tại sao mình vẫn lo? Tại vì mình thích cực khổ. Cho nên cực lạc, cực khổ song song, hai đường cực hết, biết dông đường nào. Mình thiệt sự là mình ở cực lạc. Rồi bây giờ quý vị thấy sự hộ trì của chúng ta đối với chính phủ. Mình đi làm, mình đóng thuế, thì cái tiền thuế đó là hộ trì cho cái ngân khoản chính phủ. Rồi chính phủ lấy cái tiền đó hộ trì cho người già, cho người bệnh, cho trẻ em. Thế thì chúng ta thấy trong cuộc sống này không bao giờ thiếu sự hộ trì. Mà đôi ly chúng ta không đủ chánh niệm để chúng ta nhìn, chúng ta nghĩ hộ trì là một cái gì đó phải gọi là mình ghi nhận, chứ thật sự chới cái nhìn nhẹ nhàng. Và với con mắt chánh niệm tinh tế thì chúng ta thấy trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta đang được sự hộ trì của người khác và chúng ta đang hộ trì cho người khác. Mình đi xe, những con đường người ta phải tráng nhựa làm cho con đường đó tốt để hộ trì cho mình. Quý vị biết ở xứ tuyết như chỗ Pháp Hòa ở đó, một năm là 6 tháng lạnh. Bây giờ là bển đang tuyết rồi. Những cái ngày tuyết nhiều, chính phủ phải cho xe ra đường xúc tuyết. Mà đôi khi khuya mới làm việc được, tại khuya mới bớt xe, thì những cái xe tải lớn mới đi trên đường xúc tuyết. Mà một cái cách xúc tuyết bằng cách nào? Hai chiếc xe tải đi song song, một chiếc thì hút tuyết vô trong một cái ống rồi phun qua một cái chiếc xe kế bên. Hai chiếc xe lái cùng song song với nhau vậy nè, để phun tuyết qua bên cái xe bên này. Rồi khi mà đầy rồi đó thì cái chiếc xe đó chạy, chiếc xe tải khác nối vào, mà đi và tìm những cái bãi lớn để đổ những cái tuyết đó. Mà hễ mà đường mà trơn á là phải đi rải cát, rải muối để cho đường đừng có trơn. Mùa đông xong rồi đường xá hư, cho nên năm nào mùa hè cũng sửa đường hết. Sửa từ khi mà vừa tan tuyết, sửa cho đến khi mùa đông. Và có những công trình phải làm ban khuya chứ ban ngày là không được. Thì ban ngày người ta làm việc xe cộ rất là đông. Thì chỉ cần mình đi ngang những con đường đó, mình thấy mình được sự hộ trì của họ. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, rồi thậm chí xin lỗi, mình ở một cái đất nước mà nó nghèo đói thì có thể là người ta không có lo chuyện đó rồi. Sống người ta còn không lo thì chết ai lo. Cho nên rồi ở bên những cái xứ này đó, quý vị biết không, lỡ mà ai đó mà độc thân mất ở trong nhà mà tìm không được người thân, chính phủ vẫn có những cơ quan lo việc đó. Vì tất cả nhà hoàng đó, họ thay phiên nhau, họ take care, họ lo cho những người mà không người thân. Khi quá vãng họ sẽ lo chuyện đó. Rồi có một cái nghĩa trang để chôn những người đó. Để chi? Rồi lỡ sau này người thân họ có tìm ra tung tích, họ liên lạc với chính phủ địa phương, thì ở đó sẽ dẫn ra cái mộ và chỉ cho biết tháng đó, ngày đó thân nhân anh mất mà quý anh chị không hay, chúng ta đã chôn ở đây. Thì Pháp Hòa đã từng đi những cái đám như vậy. Họ liên lạc với mình và họ nói là bây giờ có một người Việt Nam nè, tìm chưa được người thân, thầy lên thì tụng kinh rồi chôn cất. Rồi sau đó người nhà biết được mới chạy lên chùa hỏi, thì Pháp Hòa mới dẫn ra và chỉ chỗ đó. Thí dụ vậy đó. Cho nên mình mới thấy là hiện nay có ở Việt Nam mình, ví dụ có những người, người ta có khả năng, người ta cũng phát tâm, người ta mua những cổ quan tài ta để sẵn đó, để dành bố thí giúp cho những người mà mất mà không có
quan tài để lo an táng. Cho nên nếu mình nhìn kỹ, nhìn sâu thì mình thấy hộ trì. Ngay cả khi chúng ta ăn chay, chúng ta không biết nấu, hoặc chúng ta không có thì giờ, thì có những người, người ta làm thức ăn chay, người ta bán. Tuy người ta bán, người ta lấy tiền, nhưng mà nhờ người ta, mình có tiền mà không ai nấu cho ăn, thì mình mua một món ăn chay đó để mình có được một bữa chay mình ăn. Thật sự ra đó cũng là sự hộ trì. Và quý vị thấy nhiều khi mình tụng một quyển kinh mà không có người ấn tống kinh, mình cũng có để mình tụng. Hay là mình muốn nghe giảng, không có ai cho mình những cái băng dĩa, mình cũng nghe được. Nhiều khi con cái thấy ba mẹ thích nghe pháp quá, mua cái iPad cho cha mẹ, rồi mấy đứa cháu chỉ cho cách lên YouTube. Cho nên các bác ở đây tám mấy tuổi chứ còn ngon lành lắm. Biết xài iPad mà, biết quẹt iPhone mà. Chỉ có cái không biết là không biết tắt phone thôi. Cho nên hộ trì. Thì Phổ Hòa mới kể cho đại chúng nghe là có một hôm á, một hôm Đức Phật đi đến một cái làng đó, thì Đức Phật thấy một cái ông, cái ông ảo thuật. Thì ông mới nói với các đệ tử là: các đệ tử hãy giúp cho ta cái này, rồi ta sẽ giúp lại các con cái này, thầy trò ta cùng giúp nhau để kiếm sống. Nói vậy đó. Thì các người đệ tử mới nói: dạ thưa thầy, mình mỗi người sẽ tự có một cái cách đặc biệt của mình, rồi mình sẽ làm ra thành một cái buổi ảo thuật mà con cũng tự biết, mà con cũng hộ trì cho thầy. Thì Đức Phật nhìn cái cảnh đó, Đức Phật có một bài kinh, và đây là lời kinh của Đức Phật. Đức Phật dạy: tâm tự thân cận tu tập, thân tự thân cận tu tập, tùy sự học, tùy sự thọ trì mà tác chứng. Thế nào gọi là tâm tự thân cận? Mình muốn hộ trì cho ai mà mình không cần một cái việc gì đó thì làm sao mình biết để mình hộ trì? Phật và ví dụ, bây giờ mẹ mình bệnh mà mình muốn giúp cho mẹ, thì mình phải thân cận những người biết về thuốc. Thí dụ vô bệnh viện gặp bác sĩ, gặp y tá, hỏi thuốc này uống ngày mấy lần và tác dụng của nó ra sao, và nó sẽ có những cái phản ứng phụ nào, và khi trường hợp như vậy tôi phải làm sao. Tự mình phải thân cận cái đó để mình mới hộ trì được cái người thân của mình. Cũng giống như mẹ muốn nấu ăn cho con thì mẹ phải biết nấu ăn. Hay là thậm chí mình nói: trời, con tôi nó thích ăn cái món bánh đó lắm mà tôi không biết làm, thấy ai đó biết làm, chị chỉ cho tôi học tôi làm cho con tôi ăn. Một cái ý niệm như vậy đó, đó là sự hộ trì chứ gì nữa. Nhưng mà mình muốn hộ trì cho người đó thì trước hết mình phải thân cận tự thân mình, có phải không? Cũng như thế, trong cái sự tu tập cũng vậy. Phật tử muốn hộ trì Phật Pháp thì người Phật tử làm gì? Phải học Phật. Mình không học Phật sao mình biết được hộ trì? Thôi nói đơn giản ha. Bây giờ đơn giản nhất là dù mình nói: thầy ở chùa một mình, thầy tụng kinh, tối nào con cũng lên tụng kinh phụ thầy. Mà muốn lên tụng kinh phụ thầy thì phải làm gì? Phải biết cái gì? Phải biết tụng. Hay là giờ thầy đi tụng đám tang, con mình thầy tay chuông tay mỏ, mình thấy tội quá mình muốn đi theo phụ, thì mình phải biết cái gì? Biết thỉnh chuông mỏ. Như vậy thì chúng ta muốn phụ một cái việc gì, trước hết là chúng ta phải tự biết. Vậy thì ngay khi chúng ta tự biết là chúng ta tự hộ trì cho ai? Hộ trì cho mình. Phật nói thiết thực vậy đó. Cho nên khi mình biết một cái việc gì đó là tự mình hộ trì cho mình rồi. Mà khi mình hộ trì cho mình được rồi thì mình hộ được trì cho người khác. Quý vị đi lên máy bay, trước khi mà người ta cất cánh, người ta sẽ chỉ cho mình xe máy bay này có bao nhiêu cửa ra vào,
Và lỡ có biến cố xảy ra thì ở trên nóc sẽ rớt xuống một cái mặt nạ oxy. Quý vị phải tự chụp cho mình cái oxy đó trước khi mình giúp cho cái người bên cạnh của mình mang cái ống oxy đó. Tự mình hộ trì cho người. Cho cái câu Đức Phật dặn: tâm tự thân cận tu tập. Trong cuộc sống mình muốn hộ trì cho ai thì mình phải biết cái đó. Mà ngay khi chúng ta học, chúng ta biết là chúng ta đã tự lo hộ trì cho mình rồi. Ví dụ như ta nói là cái thuốc này uống vậy đó, tự nhiên mình thành bác sĩ, tự nhiên mình thành y tá. Thì khi mình học là mình biết rồi, thì mình hộ trì cho chính mình, hộ trì cho người kia. Rồi Đức Phật nói tiếp: tùy sự hộ trì mà tác chứng. Nhớ nha, khi người ta hộ trì cho mình đó, người ta hộ được nhiêu vui nhiêu nha. Có nhiều khi người ta hộ mà còn chê nữa chứ. Có không? Cho nên dễ xa nhau. Mà mình chê thì bất quá, nếu mà người đó không phải là ruột thịt của mình đó, người ta bỏ luôn mình rồi. Mà nếu như mà người đó là ruột thịt của mình mà người ta ráng đi nữa đó, mà người ta khổ mỗi lần mà gặp mình mà phải chăm sóc cho mình, là chẳng những chẳng là tại vì mình là người thân thì phải lên, chứ còn cái niềm vui nó không có. Cho nên quý vị nhớ đó, hôm nào quý vị nghe lại cái bài: nếu mình là một người bệnh, mình được sự chăm sóc của người khác, thì mình phải làm gì để cho cái người bệnh, người ta, cái người chăm sóc bệnh đó, người ta thoải mái. Rồi ngược lại, người bệnh, người chăm sóc người bệnh phải nên làm gì để mà thông cảm và giúp cho người bệnh một cách thiết thực. Phật rất là chi tiết. Đọc ở trong kinh mới thấy là Phật dạy đủ thứ chuyện trên đời hết. Cái gì Phật cũng có giảng dạy, mà Phật nói từng chuyện li ti trong cuộc sống hàng ngày. Bệnh phải làm sao, chăm sóc người bệnh phải làm sao. Rồi thậm chí mà Phật còn dặn mấy ông phải giao ngân sách cho vợ giữ, đừng có hẹp hòi khi vợ mua sắm. Phật biết hồi xưa có cái vụ shopping. Nhưng mà khi Phật nói xong với mấy ông rồi là Phật xoay qua các cô, Phật dặn: chồng có giao ngân sách để mua sắm, nhưng phải biết kiểm soát ngân sách trong nhà mà mua sắm mà không được phí. Rồi Phật dặn mấy cô là phải thương yêu chồng, lo cho chồng cơm nước. Nhưng mà ngược lại Phật nói với mấy ông không được khó dễ trong việc ăn uống, đừng để vợ phải bận lòng. Ngoài ba bữa cơm chính, tối có muốn xíu dẹ tự lo. Nghĩa là ăn tối đó, thích mì gói gì đó thì tự lo, chứ còn ta đang ngủ mà dựng ta dậy bắt ta thêm cử tối nữa là hơi kỳ kỳ. Mà nếu mà người ta hộ trì cho mình mà mình không biết bảo hộ sự hộ trì đó, thì cái hộ trì đó không có last long, nó không có được lâu dài. Cho nên một người đệ tử lo cho mình cũng phải biết có giờ giấc, chứ không phải nó đệ tử tôi rồi muốn kêu giờ nào kêu. Quý vị biết đó là Pháp Hòa chăm nuôi mấy chú nhỏ. Nhiều khi cái việc có những việc Pháp Hòa nhờ, nhưng mà có những việc Pháp Hòa không nhờ, đặc biệt là buổi tối giờ ngủ. Nửa đêm khuya mà chùa có chuyện gì mà Pháp Hòa nghĩ rằng một mình Pháp Hòa làm được, Pháp Hòa sẽ làm. Ví dụ hồi mấy chú còn đi học đó, nửa khuya là Pháp Hòa đi xúc tuyết mà không kêu, tại vì mấy chú còn đi học. Kêu thì mấy chú sẽ ra thôi, tại phận làm đệ tử mà. Nhưng mà nó ngủ không đủ, ngày mai làm sao nó đi học. Có nhiều lúc có những việc, ngày thứ bảy là quý Pháp Hòa cho ngủ trễ, không có bắt thức sớm, tại đi học 5 ngày, thứ hai tới thứ sáu thức sớm đi học rồi. Sáng thứ bảy Pháp Hòa cho ngủ một bữa. Mà nhiều khi ngủ tới 8 giờ, 8 rưỡi rồi mình có việc, mình định đi vô nhờ mà thấy nó ngái ngon quá, không nở, thôi đi ra. Rồi đi ra xong mình biết là cái này mình làm không có nổi, muốn đi vô, vô đứng đó hồi, không dám kêu, thôi đi ra.
mà phải 5 lần 7 lượt như vậy. Rồi thôi cuối cùng chấp nhận ngồi chờ. Bởi vì nó ngủ không, mình kêu nó dậy thì nó cũng dậy, nhưng mà mình biết cái tâm lý. Cho nên khuya ở trong chùa, chúng trong chùa cũng vậy, đi đâu đi, ai bệnh hoạn mất nửa đêm trong bệnh viện mà kêu 2-3 giờ sáng, Pháp Hòa là người bắt phone chứ không bao giờ để các thầy các cô trong chùa bắt. Mà bắt xong rồi là tự mình xách xe đi vô bệnh viện tụng chứ không có gọi ai hết. Vì người ta còn nhiều việc trong chùa ta làm, ta mỗi người ta phụ mình mỗi việc, còn những việc gì là mình phải ôm nhiều hơn. Cho nên ở trong mình sống ở trong chùa, trong nhà cũng vậy. Tại sao? Tại vì mình biết rằng mình đang nhận sự hộ trì, thì chúng ta phải tâm lý và bảo hộ sự hộ trì này để nó được kéo dài. Cũng giống như mình nói cái đèn dầu hay là cái gì đó, mình xài nó quá thì nó mau hết thôi. Cảnh đời như đá mài dao, cháy mau thì hết. Có cái gì cảnh đời như lửa đốt dầu, cháy mau thì đớt, có còn thì hết, có đâu còn hoài. Cả cảnh đời như đá mài dao, cả hai mòn hết, có nào bền lâu. Nhưng mà giữa cây dao với cục đá thì cục đá nó mòn, nhưng mà nó mòn lâu hơn vậy thôi. Cho nên mình phải để ý trong cuộc sống chúng ta thường nhận sự hộ trì, nhưng chúng ta phải biết bảo hộ cái hộ trì đó, để cho cái hộ trì đó không có ngắn qua. Cho nên mình được một người nào thương chăm sóc cho mình, hay là nhất là người vợ hay người chồng, đừng bao giờ xài quá, nó không bao hết lắm. Phước nó cũng phải có phần chứ, hữu phước bất khả hưởng tận. Đó là lời dạy của người xưa. Hưởng tận sanh bần cùng, hưởng hết là sanh nghèo đói. Cho nên mình, Đức Phật dặn là, khi mà quý vị biết không, nhiều khi Pháp Hòa đọc có một đoạn kinh ngắn vậy đó, mà mình phải suy nghĩ cái lời này ý gì. Và khi mình có được cái suy nghĩ những cái chi tiết trong cuộc sống thì mình thấy vui. Mà nhiều khi một đoạn kinh ngắn như vậy mà nó nuôi dưỡng mình trong đêm hôm, trong đêm tối. Từ Pháp Hòa hay đọc kinh buổi khuya, mà đọc như vậy mà những cái đoạn kinh mà nó hay, mà nhiều khi nó đơn giản vậy thôi, mà mình cái tâm hỷ lạc của mình ở nửa đêm nó vui lắm. Tại vì khi tối là không có bận rộn gì nữa, mình phải gác hết mọi cái việc khác để mình làm một cái công việc mà mình muốn trong ngày, đó là mình trì kinh, mình ngồi thiền hay mình lễ Phật. Mà được một cái đoạn kinh như vậy thì mừng vô cùng. Đức Phật nói là tùy sự hộ trì mà tác chứng. Tác chứng là gì? Nên khởi cái tâm chứng nhận như vậy. Thí dụ như là quý vị cúng trai tăng á, quý vị đem thức ăn lên cái nói của tuy đơn sơ, tâm cái câu mình nói nghe khiêm cung á, chúng con thành tâm sắm sửa chút ít trai duyên, dâng lên cúng dường tam bảo và hiện tiền chư tôn đức. Của tuy đơn sơ nhưng gói trọn cả tấm lòng thành kính, thí dụ vậy, mong quý tôn đức từ bi tác chứng. Tác chứng nghĩa là khởi lên làm cái sự chứng nhận này, dù ngon dù dở, dù ít dù nhiều, tác chứng. Cho nên mình nhớ học cái chữ tác chứng để mình sống trong đời mình chấp nhận. Thí dụ người ta nói xin lỗi bác, nhà con đơn chiếc quá, bác tới con không có gì đặc biệt đãi, chỉ có mì gói hay gì đó. Cái mình khởi trong tâm, cái gì cũng tác chứng hết. Cho nên nhiều khi trong cuộc đời của mình, mình đừng có đòi hỏi gì hết, có gì tác chứng nấy đi, vui à. Thí dụ như giờ mình đi chơi xa, ăn bánh mì là ngon rồi, gọn rồi, đũa không có súp hả? Cái đó là không biết tác chứng á. Ta gặp mình ta thấy lúc này tác đâu mất còn chứng không.
Rồi Đức Phật nói câu này nè: tâm tự thân cận tu tập tùy sự hộ trì mà tác chứng, đó gọi là tự hộ trì mình và hộ trì người khác. Tại sao câu đó? Bởi vì nếu mình sống được như vậy là tự mình làm cho mình không có lố bịch, tự mình làm cho mình không làm cho người khác cảm nhận mình là một người khó phụng sự, khó phục vụ. Mình tự mình hộ trì cho cuộc đời của mình là sống có thể thích ứng ở bất cứ hoàn cảnh nào. Quý vị biết là Pháp Hòa bay từ Canada qua đây á, ở qua tới Melbourne là cách 8 tiếng. Rồi cái xong cái bay qua Sydney, rồi từ Sydney bay qua đây. Ở đây và bắt đầu mình đang quen giờ Sydney, giờ Melbourne, rồi cái qua đây cái bên này đi đi sớm và đi trễ hơn ở bên vùng nó 3 tiếng. Thí dụ như mình đang quen cái bụng ăn giờ đó, ngủ giờ đó, cái tự nhiên giờ này tới nó đói chưa được ăn tại đây làm sớm quá. Lúc đó mình nói tác chứng, tác chứng. Cho nên khó lắm. Cho nên mình phải xài cái chữ đó cho cuộc đời của mình thì tự nhiên mình hộ trì cho mình. Mà mình được như vậy thì người tự nhiên người ta cũng không, người ta lo cho mình mà người ta không có khó chịu. Cho nên mình muốn được sự lo của người khác thì chính tự thân mình phải hộ trì lấy những cái khó khăn của mình, những cái chỉnh đốn cái đó. Đó gọi là tu chứ gì đâu. Tu đâu là gì? Tu là sự chuyển hóa những cái tật cô dĩ của mình. Còn cái chuyện mình cạo đầu, mặc áo tràng, thỉnh mỏ, tụng kinh, lại Phật, ăn chay, làm công quả, tất cả cái đó, đó là những phương tiện hộ trì cái tâm tu, đường tu của mình. Nhưng mà cái chính yếu là tận gốc rễ, chúng ta phải chuyển cho được những cái tật của chúng ta, để cho người ta thấy được cái chữ tu đơn giản chỉ có hai chữ: tờ u tu. Viết rất gọn gàng mà mình tu sao cái mình bỏ thêm cái dấu huyền, nó thành tù mất đất. Tu không ra tu mà thành tù, càng tu càng tù. Cho nên cái chữ tù á, chữ Hán mà ta viết chữ tù á, là ở trong là chữ nhân, ở ngoài là chữ cái hộp á. Người bị nhốt trong bốn bức tường là tù. Một con người sống mà không có lối thoát, gặp cái gì cũng chấp trước thì là tù chứ gì nữa. Cho người chữ Hán là người ta viết, ta lấy tượng hình, ta lấy cái ý. Người bị nhốt trong bốn bức tường, một cái hộp là tù. Chứ mình tu á, là mình muốn mở cánh cửa đó. Mở cánh cửa đó. Cho nên có nhiều cái chùa ta để cổng tâm quan bất nhị pháp môn, hay là ta để bất nhị môn. Bất nhị môn là gì? À, cửa không hai. Nghĩa là hãy có nhị là có đối đại. Mà cách nào anh sống cũng bình an, bất nhị pháp môn. Cho nên mình hộ trì, mình tập được cái đó là mình tự hộ trì mình và mình hộ trì cho người. Thí dụ như có những lúc mình quá đói mà mình ăn, có những lúc là mình không muốn ăn, mặc dù ở dưới tủ lạnh nhiều đồ ăn lắm, dưới bếp á. Nhưng mà biết là mình tập ăn cái kiểu này hoài nó sẽ quen cái tật ăn đêm nè. Mà ăn đêm nhiều là bụng phì nè, mập nè. Và có một cái mà mình sợ nhất là mình nhịn ăn mà thấy hạnh phúc luôn, cùng là sợ xấu. Và có nhiều khi sợ xấu là mình lướt qua hết được những cái mà khắc phục đó. Có những cái không nên ăn, vì mình biết mình ăn vô là mình bệnh. Rồi thì hộ trì như vậy là hộ trì cho mình và hộ trì cho người khác. Đức Phật dạy tiếp: thế nào là tự hộ trì cho mình, tức là hộ trì cho người khác? Một, không khủng bố người khác. Mình có khủng bố người khác không?
chuyện chưa gì hết là mình dọa hù người ta rồi. Chẳng hạn như nói trời ơi, tại sao chị làm vậy, tội chết, nghe không? Người ta đi vô chùa mà tôi chưa gì hết tôi nghe tội chết rồi đó. Đó là một hình thức khủng bố người khác. Không khủng bố người khác, không chống trái người khác. Cái gì mà người ta làm mình không có ủng hộ tại vì mình không thấy đúng, đó là ở cái phương diện thấy của mình. Nhưng đừng cho cái thấy mình là cái thấy đúng. Có thể nó đúng với ai? Đúng với ai? Đúng với chính mình thôi. Và nếu chúng ta xác định cái điều đó chúng ta chống là có thể chúng ta bị hớ và mang lỗi. Vì người xưa cũng có câu thánh trí cao thâm, phàm tâm nan trắc. Cái trí của bậc thánh thâm sâu lắm. Cái tâm phàm của chúng ta không thể trắc nghiệm, không thể dò xét được cái chỗ đó. Và quý vị biết có những người, người ta lập chí lớn, ta làm việc nó khác với mình nghĩ lắm. Cho nên thôi, cái gì mình không đồng tình, không ủng hộ thì giữ im lặng để họ làm. Còn họ làm đúng làm sai thì tự họ sẽ có cái nhân quả trả lời. Còn chúng ta chống như vậy đó, chúng ta có cái lỗi là chúng ta không biết hộ trì khẩu nghiệp của mình, ý nghiệp của mình, thân nghiệp của mình, vì người khác mà tạo nghiệp không nên. Thì mình tự mình phải quán chiếu cái đó. Cho nên không khủng bố người và không chống trái người, không chống trái người, không hại người khác. À, không biết gần đây quý vị có đọc cái bài báo, cái sự việc xảy ra ở ở bên Úc này, là cái vụ cái hãng Strawberry đó. Quý vị có biết cái việc đó gì? Ngày hôm qua trên đường bay qua đây á, lý ra là Pháp Hòa sẽ bay qua đây bằng hãng Virgin. Nhưng khi trên đường ra phi trường thì cái em Phật tử bút vé đó mới báo cho đoàn biết đó, là cái hãng Virgin đã cancel chuyến bay của thầy qua Tây Úc và thầy phải bay ngược về Melbourne. Rồi khuya lắm mới có chuyến bay bay qua đây. Mà nếu theo cái tiến trình đó thì ngày hôm qua không có gặp quý vị. Thì trên đường đi thì có một đạo hữu trên xe tại Sydney nhanh ý, lập tức mở phone online và tìm vé máy bay qua một hãng khác. Thì cuối cùng mua vé gấp qua cái hãng Qantas. Giờ vậy cho nên ngày hôm qua đến đây đúng giờ. Thì trong khi mà chờ đợi chuyến bay của Qantas á, thì báo chí để dần đó, thì thầy trò mới mở coi thì mới đọc được cái tin tức là đã bắt được một người Việt Nam, một cô người Việt Nam có dính dáng trong cái việc nhét kim ở trong cái trái dâu đó, trái strawberry đó. Cho nên ngày hôm qua đem dâu lên đãi Pháp Hòa không dám ăn. Nói thiệt à. Pháp Hòa giỡn thôi. Pháp Hòa mới chọc mấy chú và nói trời ơi, đãi này mà không cắt, không lấy dao cắt ra ớn quá. Nhưng mà quý vị biết là tại sao? Vì cái cô đó có thể là cổ có hận với cái người chủ của cái hãng dâu. Nhưng mà khi mà cô làm vậy, cô đâu làm trong cái hãng đó đâu. Cô đi ra cái chợ cô làm. Thì khi mà cái chuyện đó phát giác ra đó, thì người ta ngưng không cho bán kim. Thì những người mà cùng một cái ý tưởng đó đó, ta mua kim ở cái xứ khác đem vô. Nhưng mà bây giờ mình nói cái tác hại nè, là không phải chủ của những người trồng dâu phải đem đổ thùng rác, mà ngay cả những tiệm, những cái shopping, những cái chợ mà nhập trái dâu về mà bán cũng phải đổ luôn. Cho nên người chủ cái dựa trồng trái dâu và những chợ mua sỉ về bán lại đó, tất cả dâu đem đổ hết. Thì quý vị thấy thật sự cái đó là một cái, khi mà con người mà người ta tức giận, hận thù ai đó làm cái gì tác hại tới mình, thì mình phải nghĩ ra cái cách nào đó mình gọi là rửa
gọi là trả thù rửa hận. Nhưng mà cuộc đời mình nghĩ là mình trả xong mối thù này, hận mình sẽ được rửa. Nhưng mà nó rửa có chừng 3-4 ngày ở ngoài thôi. Sau đó cảnh sát bắt được rồi là vô trong kia mình gỡ lịch. Thì trong khi mình ngồi trong tù á, người ta ví dụ ta phán mình 3 năm, 4 năm, 5 tù ví dụ vậy đi. Thì mình ngồi trong đó mình suy nghĩ, tại cái người đó mà tôi ở đây thì thù này nó làm sao chồng lên tiếp. Cho nên cái chữ mà rửa, trả thù rửa hận không có work. Vì sao? Vì cái chánh niệm mình không đủ, cái nhận thức tuệ giác mình không đủ để mình có thể tạo ra những cái khó khăn cho chính mình và cho người. Cho nên để hộ trì cho mình và cho người thì phải lập cái tâm là không muốn hại người khác. Thật sự ở trong cuộc sống này mà chúng ta muốn hại nhau, thế nào nó cũng có kẻ hở để mình bắt biết. Thật sự nếu mà mình cố tâm mình hại ai đó, thì những người mà mình quen mà mình khi mình ghét họ rồi, họ có chỗ hở để mình có thể mình muốn hại họ. Nhưng mà không nên. Tại vì thí dụ họ làm đúng, nó không phải là cái việc của mình, mình chỉ là cái người biết thôi, nó không có dính dáng gì mình. Thì trước sau gì cái việc đó họ cũng có những cái người họ tìm ra, luật pháp cũng sẽ có cách để mà bắt họ. Mà ở đây mình nói trong cuộc sống bình thường, cho chúng ta phải quán chiếu cái đó kỹ. Mà khi mà mình hại được một người thì ngay lúc đó mình đã hại mình rồi. Cuộc đời mình nó sẽ ảnh hưởng lớn. Cho nên có nhiều người ta biết vậy, ta giết người xong ta tự ta giận luôn ta. Nhưng mà mình tự giận mình đó là để mình khỏi bị ở tù, nhưng mà thật sự mình đã kết liễu cuộc đời mình rồi. Và mình đã phụ biết bao nhiêu tình thương của cha mẹ, của người thân mình. Cho cái đó không nên. Không hại người khác, có tâm thương xót người. Thật sự ra nhiều khi á, mình thấy cái người đó mình không ưa trong lúc bình thường, nhưng mà mình thấy họ đau khổ mình chịu không nổi, rồi thôi bao nhiêu cái tha thứ mình cũng có thể tha thứ được. Thì nói tóm lại, qua cái đoạn kinh này mình có thể nói ba điều, hay là dựa theo những điều đó Đức Phật nói. Bây giờ mình đặt một cái vấn đề là chúng ta muốn hộ trì cho mình và hộ trì cho người, thì Phật cho chúng ta những công thức. Thế nào là hộ trì cho mình và hộ trì cho người? Thí dụ bây giờ mình tha thứ cho một người nào đó, thì ngay giây phút mình tha thứ họ là mình tha thứ ai nữa? Tha thứ mình nữa. Tại vì mình đã mang người đó ra khỏi cái trái tim nặng nề của mình. Cho nên mình tha thứ cho người khác là ngay lúc đó mình đã tha thứ cho mình. Tại vì mình đã không còn cái người đó trong tim mình nữa. Cái người đó đó mình thường nằm chiêm bao mình thấy. Mình thấy mình rượt mình đánh họ, mà đánh lần nào cũng hụt hết. Có nhiều khi mình hụt đánh xong rồi mình tức muốn chết, giật mình thức dậy mồ hôi một cái đổ ra mà không gặp được. Nhưng mà tự nhiên cái ngày đó cái người đó tới xin lỗi mình, sám hối với mình, thí dụ vậy, tự nhiên mình không còn người đó trong đầu nữa. Nó lạ vậy. Cho nên khi mình làm một cái việc cho ai là ngay giây phút đó mình làm cho mình rồi. Phát và ví dụ, khi mà mình nấu ăn cho một người nào đó, mặc dù trên hình thức là mình nói mình nấu cho người đó, nhưng mà ai là người ăn trước nè? Mình. Mặc dù mình không múc cả chén mình ăn, nhưng mà nãy giờ mình vô ra cũng no rồi. Là cái thưởng thức đó. À. Rồi bây giờ ví dụ như mình vừa khởi ký là để lát tôi gặp cái người đó tôi chửi câu đó. Nhưng mà khi nghĩ như vậy thì cái câu chửi đó nó nằm ở đâu trước? Trong mình trước. Cho nên ví dụ mình cầm một cái cục đất mình luyện người ta, chưa tới mặt người ta, nhưng mà ai là người dơ trước? Mình. Cho nên người xưa ta dùng cái từ là hàm huyết phúng nhân tiên ô tự khẩu. Nói theo tiếng Việt là ngậm máu phun người trước dơ miệng mình. Và bây giờ mình nói đó nghe nó dơ quá, mình nói cầm cục đất liền người khác. Phải không? Thật ra người ta, nếu mình cầm cái đuốc mà mình đốt trời, trời mình chưa đốt, nhưng mà những cái tro đó nó rơi xuống cái tay mình trước.
Bả hỏa thiêu thiên đồ tự bì. Lấy cái cây đốt trời, bả hỏa thiêu thiên đồ tự bì, nó rớt xuống nó cháy da mình trước, tự cái da của mình bị cháy trước. Đó là lời của Huyền Giác Thiền Sư trong Chứng Đạo Ca. Cho nên á, mình không hại. Cho nên Đức Phật có nói người trí không nói ba điều. Người trí không nói ba điều. Một là không nói những điều vô ích, không nói những điều mà có tác hại đến người khác. Thì nói cái chuyện này Pháp Hòa nhớ có một câu chuyện ở trong Xuân Thu. Thời Xuân Thu có một vị là Mặc Tử. Thì ngài Mặc Tử mới có một người học trò. Bữa nọ mới hỏi ngài Mặc Tử: dạ thưa thầy, nói nhiều là tốt hay là ít nói là tốt? Mặc Tử không có trả lời liền, mà Mặc Tử trầm tư một hồi thì ông mới nói. Ông mới nói: giả dụ như một con ếch xanh ở dưới nước, nó cứ kêu cả ngày, nó kêu riết mà cái lưỡi nó khô, cái họng nó khô, mà rồi người ta nghe riết người ta cũng chán, cho tẳng thèm để ý tới nó nữa, mà thậm chí ta còn ghét nó nữa, sùm. Nhưng mà ngược lại cái con gà trống á, ngày nó chỉ gáy chừng vài tiếng thôi, mà nó gáy đúng giờ, thành thử người ta còn cảm ơn nó nữa, tại vì nhờ tiếng gáy của nó mà người ta thức đúng giờ. Thì ngài Mặc Tử mới nói: ngẫm cái chuyện này thì mình cũng học được bài học. Có nhiều khi mình rỉ rả nói cả ngày mà ta nghe phát mệt, và thậm chí ta chẳng quan tâm lời nói của mình, chi bằng mình đừng có học kiểu con ếch xanh đó. Mình hãy học kiểu như con gà trống, nói đúng lúc, đúng việc, đúng thời, đúng người. Nhiều khi người ta còn cảm ơn lời nói đó, và nhiều khi người ta trân trọng cái lời nói đó. Đó là lời dạy của Mặc Tử. Và Đức Phật cũng nói người trí không nói ba điều. Một là không nói những cái điều mà không có giá trị, không nên nói. Cho nên phu nhân bất ngôn, ngôn tất hữu trung. Người không nói thì thôi, thì nói ra thì cái lời nói đó phải có cái đạo lý trong đó. Không nói thì thôi, mà nói thì phải có cái gì, còn không thì đừng nói. Cái thứ hai là không nói những lời phô trương khoe khoang. Người trí cũng nên nói. Thường thường mình thích khoe. Có nhiều khi không ai để ý tới, mình cũng kiếm cách mình khoe. Có một cái anh đó, ảnh mang một đôi giày mới cả ngày, ảnh đi tới lui mà sao không ai khen hết. Thì trong lúc đó có một cái người đó đi tới, lỡ chân dấp té rồi ngã vô người ảnh. Ồ, ảnh mừng quá trời luôn. Anh nói: trời ơi, mày đi mày không coi chừng, tao đá mày nghe mày. Lúc đó mới đưa cái đôi giày mới anh lên. Trời ơi, gặp lúc đó cái ông này mới đeo sợi dây nịt, cũng muốn sẵn khoe sợi dây nịt của mình, mà không lẽ mình tự kéo cái quần lên chỉ dây nịt, kỳ quá phải không? Gặp lúc này đúng lúc: ê ê, đá đâu đá, đừng đá trúng dây nịt tôi nghe. Thế là ông mới chìa cái dây nịt ra. Rồi hai người, người được khoe giày, người được khoe dây nịt. Gặp lúc đó một người kia đi tới nữa, cũng được cơ hội để khoe. Khoe cái hột xoàn: ê ê, cho tôi xin can. Ba người có cơ hội khoe hết trơn. Thiên bất ngôn tự cao, địa bất ngôn tự hậu. Trời không có khoe mình cao, đất không có khoe mình dày. Đất có bao giờ khoe đất dày? Nhưng mà tự mọi người đều biết đất rộng và dày. Trời không tự khoe mình cao, nhưng mọi người đều biết trời cao.
Cho nên cái người mà người ta có cái tài, thường thường người ta ít có khoe. Thí dụ như thường thường các vị mà người ta giỏi, người ta ẩn sĩ, hoặc là thậm chí biết tìm tới thì người ta còn giúp. Quý vị thấy Khổng Minh Lưu Bị mà phải 3 lần đến để mời Khổng Minh mới ra mặt. Cho nên người trí không tự khoe mình. Điều thứ ba Đức Phật dạy, người trí không vạch trần lỗi của người khác. Tại vì trên đời ai cũng có những cái lỗi lầm, giỏi cỡ nào cũng có sơ sót, nói hay cỡ nào cũng có đôi lúc quá lời. Tại vì nhiều khi mình nói sao, lúc mà mình cao hứng, có thể lời nói của mình nó không được tự chủ. Trong khi mình hành xử, có thể đôi lúc chúng ta phạm nhầm cái lỗi là chúng ta hành xử hơi quá. Cho nên cái người trí thì nhận thấy cái lỗi đó là do sơ ý. Mình đừng cố tình mình đừng cố tình mình làm gì. Mình lấy cái điểm đó là cái chính để mình phô trương cái đó. Vì mình biết cái đó không phải là bản chất của họ. Chẳng qua hôm nay là họ sơ tình vô ý, gọi là sơ ý thôi. Mà mình lấy cái đó làm cái điểm chính để mình chà đạp họ, mình nói họ cái điều đó. Cái đó mình cũng không nên. Pháp Hòa nhớ trong sách xưa có câu như thế này: bất trách nhân tiểu quá, tức là không có trách nói sai lầm nhỏ nhặt của người. Bất phát nhân âm tư, không vạch trần cái lỗi của người. Bất niệm nhân cựu ác, không nhớ đến cái điều xấu của người. Ba điều đó nha: không trách, không vạch trần, không nhớ. Nếu người đủ ba cái đó gọi là thử tam giả, tức là nếu có đủ ba cái đó, dĩ dưỡng đức, diệt khả viễn lại. Dĩ dưỡng đức là gì? Có khả năng, nếu mình sống được ba điều đó, đó là ba cái điều tốt để dưỡng cái đức của mình. Thì cho nhiều khi một cái việc đó rất nhỏ, nhưng mình thêm thắt vô, mình thêm mắm, mà Việt Nam mình gọi là thêm mắm dặm muối, mặn lắm. Như có một cái chuyện này với quý vị Pháp Hòa ví dụ như là nhất sao là thất bổn. Chứ ngày xưa mình hay nói là sao? Tam sao thất bổn. Tam sao tức là ba lần sao chép lại thì nó đã mất đi cái bản gốc rồi. Còn đằng này mình mới có nhất sao là đã thất bổn rồi. Cho nên ở Việt Nam mà đi chợ về ngay tới đầu đường xe cán chết một con vịt, cái mình đi vô tới giữa xóm cái nó thành 10 con, rác tới cuối xóm đồn ra nguyên bầy vịt chết. Tại vì nhất sao thất bổn. Chờ qua cái bài kinh mà Đức Phật nói ngày hôm nay, thì xin thưa đại chúng là khi chúng ta nói sự hộ trì đó, thì chúng ta sẽ quán chiếu sâu hơn dựa theo lời Phật là xưa nay mình nghĩ là mình hộ trì người đó, người đó, người đó. Nhưng mà thật sự ra với cái nhìn sâu, ngay khi chúng ta bắt đầu làm việc đó, chúng ta đã tự hộ trì cho mình. Ví dụ mình đấy, tôi xin phát tâm hộ niệm cho anh mau khỏe mạnh. Mình lại mình tụng thời kinh cầu an. Nhưng mà tụng xong người kia không biết an chưa, chưa biết. Nhưng mà ngay cái người tụng xong tiếng đồng hồ là sao? An. Vì họ đã dùng cái tâm khẩu thân của họ để trì thời kinh đó, người đó an. Cho nên cầu an cho người chính là cầu an cho mình. Sám hối vì người, nhưng mà thật sự là sám hối cho mình. Tại tự thân mình sám hối. Và khi nghiệp chướng của mình tiêu trừ, thì tự thân tâm mình thanh tịnh, mình đủ công đức sám hối cho người. Mình nấu ăn cho ai chưa biết người ta hưởng gì, nhưng mà mình là người hưởng trước đó.
hưởng từ cái hương cho đến hưởng tới cái vị. Hay là Pháp Hòa ví dụ như giờ Pháp Hòa nói Pháp Hòa phải nghiên cứu kinh sách rồi cái gì kia để chia sẻ với đại chúng đó đây, nhưng mà đại chúng chưa nghe Pháp Hòa nói gì hết, mà người hưởng trước là ai? Là Pháp Hòa. Thí dụ bây giờ mỗi tối Pháp Hòa đọc một bài kinh đi, Pháp chưa nói gì với đại chúng chưa nghe, nhưng Pháp Hòa là người hưởng trước rồi đó. Hưởng, nhận hưởng được cái nguồn an lạc từ lời Phật dạy rồi. Chứ ngay khi mình hộ trì cho người là mình hộ trì cho mình. Mà mình hộ trì cho mình được vững chắc rồi thì mình hộ trì cho người dễ dàng hơn. Có một anh, có nhiều người con chở mẹ đi đi năm qua, năm cách đây 2 năm. Có một anh Phật tử đưa mẹ già đi qua Canada chỗ Pháp Hòa để dự khóa tu. Thì anh nghĩ trong đầu đơn giản là sẽ drop mẹ xuống chùa, sau đó anh sẽ đi ra ngoài, anh kiếm chỗ anh ở, anh thoải mái. Hoặc là anh tối anh về chùa anh ở, sáng anh dông anh đi chơi. Không ngờ tới đó người ta đưa thẳng vô tu viện Tây Thiên, cách thành phố 45 phút. Vô đó là không xe cộ, không có convenience store, không có cái gì hết. Ở trong đó mà muốn đi ra ngoài là phải có xe. Cho nên khi mà anh vô trong đó rồi, cái đông kẹt quá, đi đâu mà anh thấy ai cũng bận rộn, đâu dám nhờ. Quý vị, cuối cùng anh làm công quả suốt 10 ngày luôn. Cho nên hộ trì cho mẹ, nhưng mà rốt cuộc mẹ hộ trì cho anh. Tại vì anh ở trong đó, anh thấy được cái sự bận rộn của đại chúng, anh không nỡ nhờ vả làm phiền, mà thậm chí anh còn làm ngược lại là anh hộ trì cho đại chúng bằng cái năng lượng khả năng của anh trong 10 ngày đó. Cho nên thưa đại chúng, sự tu tập của mình là một hộ trì rất lớn. Sự đi chùa của đại chúng, sự hộ trì Tam Bảo, sự ủng hộ mọi cái chương trình Phật sự của đại chúng là hộ trì cho tất cả những người khác. Chỗ nào có chánh pháp thì chỗ đó chúng ta hộ trì. Tại vì nó hộ trì là hộ trì gì? Hộ trì chánh pháp. Và bên cạnh đó chúng ta hộ trì chánh pháp, trong đó có người thân của chúng ta. Vì chúng ta muốn biết rằng người đó như thế nào, chúng ta hộ trì. Nhiều người đó bệnh, mình hỗ trì. Mà hỗ trì cho người bệnh cũng là hỗ trì chánh pháp. Tại vì sao? Tại vì trong 8 công đức của Bồ Tát thì trong đó có một công đức là giúp đỡ người bệnh. Hay là quý vị biết là một vị thầy đó bệnh, quý vị cho thuốc giúp đỡ cho thầy đó hết bệnh, để thầy đó tiếp tục công việc Phật sự lo cho nhiều người. Thì khi mình hỗ trì cho một người cũng là hỗ trì cho nhiều người. Mình nuôi một cái đứa nhỏ cho nó ăn học nên người, mình thấy như mình nuôi nó, mà thật sự mình nuôi cả gia đình đó. Tại vì nếu mà nó nghèo hoài mình phải lo mãi. Bây giờ mình ráng lo cho nó học hành nó tốt, nó có công ăn việc làm tốt, nó tự nó lo cho cả gia đình đó. Cho nên mình lo cho một người là lo cho cả gia đình đó. Vì vậy mà người Việt Nam mình qua đây đôi lúc bảo lãnh một người cháu qua, để cho cháu nó lo cho cả gia đình nó. Chứ giờ mình làm chị, mình lo cho má, cho ba, cho em út của nó, lo hoài, lo không hết. Thôi giờ bảo lãnh nó qua để nó lo, nó đi làm cho gia đình nó. Hoặc là mình giúp đỡ cho nó, để nó có công ăn việc làm, nó lo cho cả gia đình nó. Chứ mình giúp cho một vị xuất gia. Vì vậy mà trong kinh Đức Phật nói có 4 điều không thể coi thường. Một là không thể coi thường một thái tử. Vì ông thái tử đó lớn lên ông sẽ là một ông vua, một minh quân trị vì cả nước. Cho nên không thể coi thường một thái tử khi còn nhỏ. Điều thứ hai, không thể coi thường một thầy tu nhỏ. Tại vì thầy đó nếu mà được nuôi dưỡng hộ trì tốt đẹp, thầy đó có thể trở thành một vị độ đời giúp người. Điều thứ ba, không thể xem thường một đốm lửa nhỏ. Tại vì đốm lửa đó có thể cháy nhà, cháy rừng, thiêu chết người. Điều thứ tư, không thể coi thường một con rắn nhỏ. Tại vì con rắn có thể cắn, mổ người và trúng độc mà chết. Thôi thì hôm nay, buổi tối này Pháp Hòa về thăm đại chúng tại chùa Đạo Phổ Quang. Thì Pháp Hòa xin có một bài kinh ngắn với đại chúng là hộ trì cho nhau. Và khi chúng ta thấy được rằng
sự hộ trì cho người, nhưng mà trước hết là chính mình hộ trì mình. Và khi mình hộ trì cho mình được rồi thì mình hộ trì cho người khác được. Hay nói thiết thực hơn, mình muốn làm hộ pháp thì trước hết pháp hộ mình. Tại vì mình trong người mình phải có Phật pháp, mình mới có thể hộ được Phật pháp. Còn không thì không thể hộ được. Như mình muốn giúp cho người ta ăn chay, trước hết mình phải biết nấu chay, và mình có thể ăn chay, mình mới giúp được.